Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 222. Diệp Huyên vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đúng vậy. Đúng vậy. Thanh Nhi khẽ nhếch khóe miệng, sống thật tốt, vui vẻ mà sống, gặp phải người không địch lại. Nói xong, nàng chỉ chính mình, gọi ta. Diệp Huyên trầm lặng một lát, hắn nắm chặt tay Thanh Nhi, nói, nhất định. Thanh Nhi mỉm cười, kéo tay Diệp Huyên đi về nơi xa chỗ sâu trong tinh không. Mà trên người Diệp Huyên, một luồng kiếm ý đột nhiên trào ra, sau đó càng ngày càng mạnh. Thế hệ thứ hai. Vua dựa dẫm. Hắn của trước đây bị những thứ này trói buộc, hắn luôn muốn chứng minh bản thân, chứng minh Diệp Huyên hắn có thể không dựa vào bất kỳ ai. Mà thực tế nói cho hắn, vẫn là làm vua dựa dẫm sảng khoái nhất. Dựa một lúc, sảng khoái một lúc, luôn luôn dựa vào, luôn luôn sảng khoái. Hắn, nhận mệnh rồi. Mà Diệp Huyên cũng chưa từng nghĩ, khi hắn lựa chọn nhận mệnh, kiếm ý của hắn thế nhưng còn trở nên càng ngày càng mạnh. Đây lại là vì sao chứ? Diệp Huyên nghĩ mãi không thông, vì thế, hắn hỏi Thanh Nhi, muội xem, kiếm ý của ta trở nên mạnh hơn rồi. Thanh Nhi kéo tay Diệp Huyên, khẽ cười nói, thuận theo chủ tim. Diệp Huyên trầm lặng. Thanh Nhi nói, tu hành chính là tu tâm, mà tu tâm, chính là tu chính mình. Tu hành giống như rèn kiếm, cần không ngừng đập đánh chính mình. Huynh buông bỏ chấp niệm trong lòng, mà không phải chính mình, bởi vậy, kiếm ý của huynh sẽ đạt được sự đột phá. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, huynh cảm thấy được dựa vào người khác rất mất mặt sao? Diệp Huyên im lặng. Thanh Nhi khẽ cười nói, trước đây ta chẳng phải cũng dựa vào huynh, cuối cùng mới có thể sống sót sao? Cha huynh không phải cũng từng dựa vào rất nhiều người sao? Nói xong, giọng nàng trở nên nhu hòa ca, mặc kệ là dựa vào chính mình, hay là dựa vào người khác, đều không cần băn khoăn nhiều như vậy, huynh có thể đánh lại thì đánh, đánh không lại thì gọi ta, tùy tâm tùy ý là được. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nghe vậy, Thanh Nhi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cuối cùng cũng lừa thành công rồi. Nàng thật không muốn Diệp Huyên mệt mỏi như vậy, nhưng Diệp Huyên vẫn luôn muốn dựa vào chính mình, nàng cũng bất lực, cuối cùng cũng chỉ có thể tôn trọng, cho hắn cơ hội rèn luyện bản thân. Nhưng theo nàng thấy, thật sự không cần phải vậy. Nàng vô địch, hắn vô địch. Một ngày sau, Thanh Nhi đã rời đi. Lần chia tay này không giống những lần trước, bởi vì sau lần chia tay này, chỉ cần hắn muốn gặp Thanh Nhi, đều có thể gọi bất kỳ lúc nào. Đơn giản mà nói, hắn đã mở ra một kỹ năng chủ động tối thượng. Triệu hoán. Trước đây hắn không thể tự liên hệ với Thanh Nhi, nhưng hiện tại đã khác rồi. Đã khác rồi. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể gọi Thanh Nhi bất kỳ lúc nào. Diệp Huyên nhìn lướt qua tinh không vô tận xung quanh, một lát sau, hắn khẽ cười nói, hiện giờ vũ trụ này, ta phải nghênh ngang mà đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thư viện Quan Huyên. Trận chiến lúc trước đã kết thúc với chiến thắng toàn diện của vũ trụ Quan Huyên. Hiện giờ vũ trụ Quan Huyên có thể nói là có rất nhiều việc hoàn thành, mà hiện tại, vũ trụ Quan Huyên không có kẻ địch, có thể phát triển rất nhanh. Dưới sự quản lý của Đinh Thược Dược và Thanh Khâu, thư viện Quan Huyên của vũ trụ Quan Huyên và rất nhiều tinh vực bắt đầu dần dần khôi phục bình thường, sau đó phát triển. Hôm nay, Diệp Huyên nằm trong sân, hắn nằm vắt chéo chân, tắm nắng, đọc sách cổ. Toàn thân thoải mái nhẹ nhàng. Tu luyện. Hắn hiện tại cũng không liều mạng tu luyện nữa. Tu luyện, cái thứ này tùy duyên là tốt rồi, không cần phải cưỡng cầu. Lúc này, một cô gái chậm chậm đi tới. Chính là An Lan Tú. Diệp Huyên đứng dậy, hắn vỗ vỗ bên cạnh, cười nói, ngồi đây. An Lan Tú đi đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, đã kết thúc chưa? Diệp Huyên lắc đầu, mới bắt đầu. An Lan Tú khẽ nhíu mày. Diệp Huyên khẽ cười nói, mục tiêu hiện tại của ta chính là thay đổi vũ trụ Quan Huyên và vũ trụ vô biên. Ta biết, chuyện này rất phức tạp, rất khó, nhưng ta sẽ cố gắng làm, ta phải thành lập một trật tự hoàn toàn mới trong vũ trụ mênh mông này. An Lan Tú gật đầu, ta biết. Diệp Huyên nhìn An Lan Tú, cười nói, lúc trước, ta vẫn luôn sống rất mệt mỏi. Bởi vì mặc kệ ta có cố gắng như thế nào,
ta đều đẹp trai không quá 3 ngày, hơn nữa, kẻ địch của ta luôn mạnh một cách khó hiểu. Mà ta lại ngày ngày nói muốn dựa vào chính mình, cho nên, mỗi một lần Thanh Nhi ra tay, ta đều cảm thấy như đang tự vả vào mặt mình. Nói xong, hắn nằm xuống, khẽ cười nói, nhưng hiện tại, ta bỗng nhiên cả người đều thật nhẹ nhõm. Ai còn dám cậy lớn bắt nạt bé với ta, hoặc là đánh hội đồng ta, ta sẽ gọi người. An Lan Tú trầm lặng. Diệp Huyên nhìn An Lan Tú, cười nói, đi chúng ta đến vũ trụ vô biên. Nói xong, hắn kéo tay An Lan Tú, sau đó dẫn theo An Lan Tú biến mất ở cuối tinh không. Vũ trụ vô biên. Sau khi vô biên chủ biến mất, vũ trụ vô biên hiện giờ có thể nói là rắn mất đầu. Không chỉ như thế, các thế lực lớn của vũ trụ vô biên bây giờ đều vô cùng hoang mang. Không có vô biên chủ, ai sẽ ngăn cản thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các? Chuyện xảy ra ở vũ trụ Quan Huyên, bọn họ đều đã biết, bởi vậy, bọn họ rất tuyệt vọng. Vô biên chủ đều đã chạy trốn rồi, còn chơi như thế nào? Đầu hàng. Chỉ có đầu hàng. Khi Diệp Huyên dẫn theo An Lan Tú tiến vào vô biên thành, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt hai người. Ông ta chính là Ma Hy tộc trưởng của Ma La tộc. Ma Hy hành lễ thật sâu với Diệp Huyên và An Lan Tú, bái kiến Diệp Thiếu. Diệp Huyên nhìn Ma Hy ở trước mặt, cười nói có việc gì không? Ma Hy vội vàng nói, ta đại diện Ma Hy tộc đến chào đón Diệp Thiếu. Diệp Huyên kéo An Lan Tú đi đến trước mặt Ma Hy, hắn vỗ nhẹ vai Ma Hy, cười nói với các thế lực lớn của vũ trụ vô biên, lần này Diệp Huyên ta đến không phải báo thù, bảo bọn họ không cần lo lắng sợ hãi. Nghe vậy, Ma Hy nhất thời thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Diệp Huyên lại nói, về sau ta còn có một vài chuyện cần các ngươi phối hợp, không có vấn đề gì chứ? Ma Hy vội vàng nói, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Huyên gật đầu, đi theo ta và Tần các chủ, chắc chắn sẽ tốt hơn theo vô biên chủ. Nói xong, hắn cầm tay An Lan Tú đi về phía xa. Tại chỗ, Ma Hy lại thở phào một hơi. Thực ra, lần này ông ta thật sự sợ Diệp Huyên đến báo thù, nếu Diệp Huyên đến báo thù, vậy bọn họ một chút cơ hội cũng không có. Không nói cái khác, chỉ thực lực của một mình Diệp Huyên đã đủ khiến bọn họ tuyệt vọng rồi. Hiện tại trong thần kiếp cảnh, ai có thể đánh thắng Diệp Huyên? Trên đường. Diệp Huyên hỏi, tiếp theo có dự định gì? An Lan Tú im lặng. Diệp Huyên cười nói, vậy cứ ở lại bên cạnh ta đi. An Lan Tú nhìn sang Diệp Huyên, Diệp Huyên nắm chặt tay An Lan Tú, nhẹ giọng nói, chúng ta là cùng đi ra từ Thanh Thành, mà hiện tại, những người đi ra từ Thanh Thành, chỉ còn nàng ở bên cạnh ta. An Lan Tú nhẹ giọng nói, bên cạnh ngươi, cũng không thiếu các cô gái. Nghe vậy, Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ, nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục bình thường, sau đó nói, nhưng nàng ở trong lòng ta là độc nhất vô nhị. An Lan Tú quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên xoay người nhìn An Lan Tú, nhìn gương mặt tuyệt đẹp trước mắt, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên chút áy náy. Trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên có hơi ghét sự đa tình và bác ái của mình. Diệp Huyên lắc đầu cười, thật ra, chính mình không phải đa tình, chỉ là muốn cho mỗi cô gái một ngôi nhà. Không tiếp tục suy nghĩ vấn đề rối rắm này, Diệp Huyên cầm tay An Lan Tú đi về phía xa. Một ngày sau, thư hiền của Thư viện Quan Huyên và người của Tiên Bảo Các lần nữa tiến vào đóng quân ở Vô Biên Thành, cùng lúc đó, Thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các bắt đầu xây dựng Vô Biên Thành. Không chỉ như thế, hai nhà bắt đầu xây dựng thư viện và tiên bảo các ở khắp nơi trong vũ trụ vô biên. Mà lần này, không có gì khó khăn. Trong vũ trụ vô biên các thế lực lớn với Ma La tộc cầm đầu đều tích cực phối hợp, giống như trước đây, những thế lực siêu cấp này còn tích cực đưa những thiên tài ưu tú trong tộc đến thư viện Quan Huyên học tập. Hiện tại thân phận đệ tử của thư viện Quan Huyên tương đương với một tấm bùa hộ mệnh. Mà hiện tại, cũng không còn cách nói vũ trụ vô biên và vũ trụ hiện hữu đều gọi là vũ trụ Quan Huyên. Tuy đã lựa chọn làm vua dựa dẫm, nhưng việc tu luyện của Diệp Huyên vẫn chưa dừng lại, hắn không quản chuyện ở thư viện Quan Huyên và Tiên Bảo Các, mỗi ngày đều là tu luyện cùng An Lan Tú. Thực lực của hai người không chênh lệch mấy, khi đánh nhau thật sự là vui sướng tràn trề. Đương nhiên, đây là bởi vì Diệp Huyên không sử dụng vật ngoài thân,
nếu hắn sử dụng vật ngoài thân, An Lan Tú vẫn là không thể đánh lại hắn. Giáp Quan Huyên và Kiếm Thanh Huyên của hắn đều là vật siêu cấp nghịch thiên. Cứ như vậy, thời gian dần dần trôi đi, sau khi trải qua trận đại chiến lúc trước, vũ trụ Quan Huyên ngược lại càng phồn hoa hơn. Bởi vì có tài chính của Tiên Bảo Các toàn lực ủng hộ. Hôm nay, Tần Quan đến sân nhỏ của Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên ở trước mặt, cười nói ta đến cáo biệt. Diệp Huyên nhíu mày, cáo biệt. Tần Quan gật đầu, ta muốn đến bờ bên kia tinh vực. Tiểu đội do thám của ta đã do thám thấy một vũ trụ chưa biết tên, bởi vậy, ta muốn dẫn một vài người của ta đến bờ bên kia tinh vực tạo truyền tống trận. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta đi cùng cô. Tần Quan ngây người, sau đó nói, người cũng đi. Diệp Huyên cười nói, đi mở mang một chú. Tần Quan suy nghĩ, gật đầu, vậy cùng đi. Hiện tại đi theo ngươi rất có cảm giác an toàn, vua dựa dẫm di động, hì hì. Diệp Huyên, vua dựa dẫm. Bây giờ Diệp Huyên đã vui vẻ chấp nhận ba chữ vua dựa dẫm này. Dù sao, lời người ta nói cũng là sự thật, và sao mình lại không chấp nhận chứ? Cứ làm vua dựa dẫm đi. Diệp Huyên cười ha hả, sau đó nói, ta đi dặn dò một chút. Nói xong, hắn quay người biến mất khỏi nơi này. Thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên tìm đến Thanh Khâu, khi biết Diệp Huyên muốn đi tinh vực Bỉ Ngạn, Thanh Khâu chỉ khẽ gật đầu, ừm. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu, nhà đầu, đi cùng ta không? Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên, cười nói, thôi, bên này còn cần ta chấn giữ. Diệp Huyên hơi do dự, còn muốn nói điều gì, Thanh Khâu đã đột nhiên cười nói, nếu ta muốn gặp huynh, lúc nào cũng được. Trước mặt ta, vũ trụ này không có thứ gọi là khoảng cách. Nghe vậy, Diệp Huyên cười nói, được. Nói xong, hắn quay người đi về nơi xa, dường như nghĩ đến điều gì, hắn lại quay người nhìn về phía Thanh Khâu, ta đi chuyến này, có thể sẽ càng ngày càng mạnh, nha đầu, muội. Trên con đường hành tẩu, ở mỗi nơi hắn chuẩn bị tới đều sẽ xuất hiện người có thực lực chênh lệch cực lớn với hắn. Hắn sợ Thanh Khâu không đuổi kịp bước chân của hắn. Lúc này, Thanh Khâu bất chợt bật cười, ngay sau đó, nàng ấy mở bàn tay ra, Kiếm Thanh Huyên bay vào trong tay nàng ấy, trong ánh mắt của Diệp Huyên, nàng ấy chỉ dùng hai ngón tay kẹp Kiếm Thanh Huyên, sau đó khẽ siết lại. Răng rắc. Tiếng vỡ vụn lanh lảnh vang lên, Kiếm Thanh Huyên xuất hiện vô số vết nứt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên cứng lại. Lúc này, hai ngón tay của Thanh Khâu lại khẽ vuốt xuống, Kiếm Thanh Huyên khôi phục bình thường. Sau đó, nàng ấy đưa Kiếm Thanh Huyên đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó khẽ nói, chờ ta thu xếp ổn thỏa bên này, để bên này đi vào quỹ đạo, ta sẽ tìm huynh. Yên tâm, sẽ không quá lâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên khẽ ôm lấy Thanh Khâu, sau đó cười nói, được. Ta chờ muội tìm ta. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm bay lên, trong chớp mắt đã biến mất ở tận cùng tinh không. Thanh Khâu mỉm cười nhìn theo bóng hình Diệp Huyên biến mất ở chân trời nơi xa. Lần này, Diệp Huyên mang theo tiểu tháp, hắn vẫn cần tiểu tháp để tu luyện. Tu luyện trong tiểu tháp chính là làm ít công to. An Lan Tú không đi cùng Diệp Huyên, bởi vì Thanh Khâu giữ nàng lại, Thanh Khâu muốn đích thân dạy dỗ nàng, đối với chuyện này, Diệp Huyên cũng không ngăn cản. Bởi vì đối với An Lan Tú, việc đi theo Thanh Khâu chắc chắn có lợi ích cực lớn. Cứ như vậy, Diệp Huyên ngồi trên tàu vũ trụ của Tần Quan đi đến tinh vực Bỉ Ngạn. Trên tàu vũ trụ còn có một số nhân tài Tiên Bảo Các mà Tần Quan mang theo. Diệp Huyên đứng trên tàu vũ trụ nhìn về nơi sâu trong tinh không, vừa phóng mắt ra, hắn đã có thể nhìn thấy hàng trăm tinh vực, nhưng vẫn không cách nào nhìn thấy tận cùng của vũ trụ. Lúc này, Tần Quan đi đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta thoáng nhìn tinh hà xa xăm, cười nói tinh không vũ trụ này xinh đẹp mà bí ẩn. Thật khiến người ta ngóng trông. Diệp Huyên gật đầu, cười nói, đúng vậy. Tần Quan quay đầu nhìn Diệp Huyên, đừng quên một chuyện, vô biên chủ kia vẫn chưa chết. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, muốn ông ta chết, không phải là chuyện rất đơn giản sao? Nói xong, hắn khẽ cười, ta nói một câu là được. Tần Quan giơ ngón tay cái, châu bò. Diệp Huyên cười ha ha. Tần Quan cười nói, lại nói. Phải cảm ơn lúc trước ngươi đã cho ta cơ hội nói chuyện với muội muội ngươi,
Bởi vì lần nói chuyện kia, đạo khoa học kỹ thuật của ta đã có đột phá về chất. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, đột phá về chất. Tần Quan gật đầu, bây giờ, dưới sự chỉ dạy của ta, người của ta đã phát triển nghiên cứu toàn diện, chẳng bao lâu nữa, tất cả khoa học kỹ thuật của ta đều sẽ được cải tiến, khi đó. Nói xong, khóe miệng nàng ta hơi cong lên, khi đó, ta sẽ vô cùng châu bò. Diệp Huyên. Tần Quan nhìn về nơi xa trong tinh không, cười nói, lần này đi tinh vực Bỉ Ngạn, ngoài việc mở thêm phân hội cho Tiên Bảo Các, ta còn muốn làm một việc. Diệp Huyên hơi tò mò, việc gì? Tần Quan chớp mắt, bí mật. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, việc ta mở thêm thư viện Quan Huyên, có lẽ cần sự trợ giúp của ngươi. Tần Quan cười nói, việc nhỏ, dù sao ta cũng có một nửa của thư viện Quan Huyên, đúng không? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên. Không có Tần Quan trợ giúp, phát triển của thư viện Quan Huyên sẽ gặp khó khăn to lớn. Tiền, thật sự rất quan trọng. Tần Quan bỗng nói ra, ta muốn xây dựng thật nhiều truyền tống trận trong vũ trụ vô tận này, từ đó rút ngắn khoảng cách của các vũ trụ, sau đó phát triển việc buôn bán ra toàn bộ vũ trụ, thành lập một đế quốc thương mại khổng lồ. Nói xong, nàng ta dừng lại chốc lát, sau đó nói, còn cả thư viện. Phải mở rộng thư viện ra khắp toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyên cười nói, xem ra, mục tiêu của chúng ta giống nhau. Tần Quan cười ha ha một tiếng, sau đó mở bàn tay ra, một tấm thẻ màu đen chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi tò mò, đây là... Tần Quan nói, một loại thẻ do ta sáng tạo, gọi là thẻ đen, có tấm thẻ này, ngươi có thể điều động tất cả tiền bạc và tài nguyên của bất kỳ phân hội Tiên Bảo Các nào. Mà nhìn thấy tấm thẻ này cũng giống như nhìn thấy ta. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lộ vẻ dao động, hắn lập tức nói, có ta ở đây, bất luận người nào cũng không thể động vào Tiên Bảo Các, người nào động vào Tiên Bảo Các chính là gây trở ngại cho ta, mà gây trở ngại cho ta chính là gây trở ngại cho cha ta, gây trở ngại cho đại ca ta, gây trở ngại cho muội muội ta. Tần Quan chớp chớp mắt, sau đó cười ha hả. Diệp Huyên cũng cười theo. Một ngày sau, tàu vũ trụ tiến vào một tinh vực không biết tên, tinh vực này không có ánh sáng, lặng ngắt như tờ, xung quanh còn sót lại dao động năng lượng. Nhìn thấy cảnh này, Tần Quan nhíu mày, trước đó nơi này đã xảy ra chiến đấu kịch liệt. Diệp Huyên gật đầu. Tinh vực này là bị hủy diệt. Diệp Huyên nói, chúng ta sắp đến tinh vực Bỉ Ngạn rồi sao? Tần Quan lắc đầu, chưa đâu, phải mấy ngày nữa. Nói xong. Nàng ta quét nhìn xung quanh, sau đó lấy ra một tấm bản đồ, xem trong chốc lát, sau đó nàng ta khẽ nhíu mày, nơi này là nghịch loạn chi địa. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, nghịch loạn chi địa. Tần Quan gật đầu, nơi này rất hỗn loạn, đều là một số dân liều mạng. Nói xong, nàng ta nhìn ra xa, chắc hẳn không xa phía trước là nghịch loạn thành. Diệp Huyên nói, phải đi ngang qua nơi đó sao? Tần Quan suy nghĩ. Đang định nói chuyện, đúng lúc này, bỗng có một tiếng cười sang sảng từ nơi xa vọng lại, ngay sau đó, thời không nơi xa đột nhiên nứt vỡ, tiếp theo, một người đàn ông xuất hiện trước mặt bọn họ. Người đàn ông vừa xuất hiện đã bổ một đao xuống. Quỳnh! Một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp ép cho tàu vũ trụ dừng lại. Diệp Huyên thoáng nhìn người đàn ông trước mặt, hắn ta có vóc người cường tráng, trong tay vác một thanh đại đao, đao kia rất lớn, thuộc loại trường đao. Vừa rộng vừa dài. Người đàn ông vác đao liếc nhìn đánh giá tàu vũ trụ trước mặt, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, món đồ chơi này không tệ, chắc chắn rất đáng tiền. Nói xong, hắn ta lại nhìn về phía Tần Quan, vừa thấy Tần Quan, ánh mắt hắn ta lập tức sáng lên, vẻ ngoài người phụ nữ này được lắm, từ giờ trở đi, ngươi là của ông đây. Ha ha! Nói xong, hắn ta nâng đại đạo chém mạnh xuống trước mặt. Bù! Một vệt đao khí bỗng nhiên chém xuống. Quỳnh! Đao khí vỡ vụn, tàu vũ trụ không hư hao gì. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông kia sững lại, sau đó vội vàng chém thêm mấy đao. Mấy vệt đao khí chém lên trên tàu vũ trụ rung lắc dữ dội, nhưng lại không hư hại gì, mà không chỉ như vậy, hắn ta còn chẳng thể để lại bất cứ vết đao nào. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông vác đao lập tức trở nên nghiêm túc. Lúc này, Tần Quan chợt nói, đừng đánh chết. Vừa dứt lời, tàu vũ trụ đột nhiên xông lên phía trước.
Đồng tử người đàn ông vác đao bỗng nhiên co rụt lại, lập tức giơ ngang đao ngăn chặn. Ầm ầm, kèm theo tiếng nổ vang dội, người đàn ông vác đao bị nổ bay ngược ra ngoài vạn trượng, mà khi hắn ta dừng lại, một sợi xích sắt đen nhánh xuyên thủng giữa lông mày hắn ta, đóng chặt hắn ta ở nguyên tại chỗ. Giây phút này, trong mắt người đàn ông vác đao xuất hiện vẻ hoảng sợ, ngươi. Tần quan đột nhiên nói, người đâu? Vừa dứt lời, một bóng mờ lập tức xuất hiện trước mặt người đàn ông vác đao. Tần quan nói, miệng hắn ta không sạch sẽ, vả miệng. Vả đến thần hồn câu diệt mới thôi, nhớ kỹ, vả một tháng. Nói xong, nàng ta phất tay, làm đi. Bóng mờ kia đang định ra tay, người đàn ông vác đao đột nhiên gằn giọng nói, ông đây có chỗ dựa. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía người đàn ông vác đao, nhíu mày. Tần quan vốn muốn rời đi chờ dừng bước, nàng ta quay đầu nhìn về phía người đàn ông vác đao, có chỗ dựa. Người đàn ông vác đao nhìn chằm chằm tần quan, ta chính là người của Minh Tông trong nghịch loạn thành, ngươi thử động đến ta xem. Tần quan mỉm cười, cho ngươi một cơ hội gọi người. Người đàn ông vác đao nhìn chằm chằm tần quan, ngươi chắc chắn chứ? Tần quan cười nói, chắc chắn. Người đàn ông vác đao đột nhiên mở bàn tay ra, một lá bùa vàng phóng lên tận trời, thoáng chốc, lá bùa vàng kia biến mất ở nơi sâu nhất trong tinh không. Sắc mặt người đàn ông vác đao bình tĩnh trở lại, bây giờ các ngươi trốn thì vẫn còn kịp. Tần quan lắc đầu cười một tiếng, thế gian này, chỉ có một người gọi người khiến ta sợ hãi, mà bây giờ, hắn cùng phe với ta. Diệp Huyên. Người đàn ông vác đao cười khẩy, ngươi sẽ phải trả cái giá lớn cho sự ngông cuồng của mình. Tần quan nhún vai, vậy sao? Tất nhiên. Đúng lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên truyền đến âm thanh. Ngay sau đó, tinh hà xa xa rung động kịch liệt. Thoáng chốc, một ông lão xuất hiện trước mặt mọi người. Ông lão liếc nhìn người đàn ông vác đao, cất giọng lạnh lùng, cái thứ mất mặt. Dường như người đàn ông vác đao rất sợ ông lão, không dám trả lời, chỉ có thể cúi đầu cam chịu. Ông lão lại nhìn về phía tần quan, ông ta đánh giá tần quan, sau đó lạnh lùng nói, ngươi là ai, vì sao đánh người của Minh Tông ta bị thương? Tần quan đột nhiên nói, nổ chết. Vừa dứt lời, một tia ánh sáng trắng to lớn từ trong tàu vũ trụ phóng lên tận trời. Sắc mặt ông lão thay đổi dữ dội, ngay sau đó, ông ta chợt giơ hai tay ra trước ngăn chặn. Ầm ầm, kèm theo tiếng nổ vang dội, ông lão kia trực tiếp bị nổ hồn phi phách tán. Người đàn ông vác đao sững sờ. Lúc này, tần quan đột nhiên phất tay, nhắm vào nghịch loạn thành, bắn nổ nghịch loạn thành cho ta. Sau khi nổ, chờ bọn họ xây dựng lại, ta còn muốn nổ thêm lần nữa. Diệp Huyên do dự hỏi, nổ một lần là nổ sạch rồi. Sao phải nổ hai lần chứ? Tần quan cười nói, tiền nhiều quá, không có chỗ tiêu, chỉ là chơi đùa thôi. Diệp Huyên. Tần quan cũng không nói đùa, thật sự để cho tàu vũ trụ nhắm vào nghịch loạn thành ở nơi xa. Nhưng mà trước khi bắn phá, tần quan còn phái người đi thông báo cho tất cả người của nghịch loạn thành ngoại trừ Minh Tông, bảo bọn họ trong vòng một khắc rời khỏi nghịch loạn thành. Đối với việc làm này, Diệp Huyên không sao hiểu nổi. Đối với không hiểu của Diệp Huyên, tần quan chỉ giải thích chủ nghĩa nhân đạo. Chủ nghĩa nhân đạo. Diệp Huyên cạn lời. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt tần quan. Khi nhìn thấy ông lão này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Vô kiếp cảnh. Vậy mà ông lão này lại là vô kiếp cảnh. Diệp Huyên nhìn về phía tần quan, không phải người bên cạnh cô lúc trước chỉ là thần kiếp cảnh sao? Tần quan cười nói, mới mời chào. Sắc mặt Diệp Huyên cứng lại. Tần quan nhìn ông lão trước mặt, lão mộc, sao rồi? Ông lão hơi thi lễ, sau đó nói, bọn họ không đi. Tần quan gật đầu, bắn phá. Vừa dứt lời, tàu vũ trụ bỗng nhiên rung động kịch liệt, ngay sau đó, mấy chục vạn tia sáng trắng phóng lên tận trời, mấy chục vạn tia sáng trắng này trực tiếp xé rách tinh hà, sau đó giống như sao băng bay về phía nghịch loạn thành. Trong nghịch loạn thành, vô số cao thủ khiếp sợ, thi nhau ngẩng đầu, khi phát hiện ra sức mạnh kinh khủng trong những tia sáng trắng này, cao thủ trong thành hoảng hốt khôn cùng, không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc này, mấy chục vạn tia sáng trắng đã rơi xuống. Quỳnh. Trong nháy mắt,
toàn bộ nghịch loạn thành bị san bằng. Một lát sau, Tần Quan và Diệp Huyên ngồi tàu vũ trụ đi đến nghịch loạn thành đã bị san bằng, các cao thủ của nghịch loạn thành sợ hãi nhìn Tần Quan và Diệp Huyên. Những cao thủ nghịch loạn thành còn sống này đều là những người chạy nhanh. Tần Quan quét nhìn xung quanh, sau đó nói, ban công. Vừa nói xong, một ông lão xuất hiện trước mặt nàng ta. Tần Quan chỉ xuống trước mặt, sau đó nói, xây dựng lại một tòa thành ở chỗ này, phải lớn gấp 10 lần tòa thành vừa rồi, sau đó mở một phân hội tiên bảo các và thư viện quan huyên ở nơi này. Ban công cúi sâu người thi lễ, tuân mệnh. Nói xong, ông ta lặng lẽ rời đi. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên chớp chớp mắt, giờ đi sao? Tần Quan cười nói, đương nhiên, ta đã trấn áp cao thủ nơi này, thành lập tiên bảo các và thư viện quan huyên ở nơi này, bọn họ không dám làm loạn. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng. Tần Quan và Diệp Huyên trở về tàu vũ trụ tiếp tục tiến lên. Sau lưng, những cao thủ của nghịch loạn thành nhìn về phía tàu vũ trụ bay về nơi xa, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Nơi xa, trên tàu vũ trụ, Tần Quan đứng ở phía trước. Nàng ta lặng im ngắm nhìn tinh hà vô tận xa xăm. Diệp Huyên đi đến bên cạnh Tần Quan, cười nói, đang nghĩ gì vậy? Tần Quan khẽ cười nói, mục tiêu của chúng ta, đúng là gánh nặng mà đường xa. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Tần Quan khẽ nói, điều khó thay đổi nhất thế gian chính là tính người và lòng người. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, hai chúng ta thật sự có thể thay đổi toàn bộ vũ trụ sao? Diệp Huyên cười nói, nếu như hai chúng ta không làm được, vậy thì để con cháu của chúng ta làm tiếp. Nói xong, sắc mặt hắn cứng đờ, mình vừa nói cái gì? Ừ. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, con của chúng ta. Diệp Huyên chớp chớp mắt, sau đó nói, ý của ta là, đời này không làm được, vậy thì đời sau làm tiếp. Tần Quan cười nói, cũng được. Thấy Tần Quan không hỏi nhiều, Diệp Huyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Mình nói gì vậy? Sao lại giống như đang ghẹo gái vậy? Lúc này, một bóng mờ xuất hiện trước mặt Tần Quan và Diệp Huyên. Chính là Ám U kia. Ám U cúi sâu người thi lễ với Tần Quan và Diệp Huyên, sau đó mở bàn tay ra, hai quyển trục lần lượt bay đến trước mặt Tần Quan và Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi không hiểu. Tần Quan cười nói, đây là tài liệu về tinh vực Bỉ Ngạn. Diệp Huyên nhìn về phía Ám U, người đã điều tra rõ ràng bên kia rồi. Ám U gật đầu, vâng. Diệp Huyên giơ ngón cái, lợi hại. Ám U vội vàng cúi người thi lễ, công việc cơ bản. Diệp Huyên, Tần Quan cười ha ha, xem một chút đi. Tìm hiểu về tinh vực Bỉ Ngạn. Diệp Huyên gật đầu, hắn mở quyển trục trong tay ra, một tia sáng trắng chui vào giữa lông mày hắn, thoáng chốc, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Tinh vực Bỉ Ngạn. Đây là một tinh vực cách vũ trụ quan huyên cực kỳ xa xôi, lịch sử của tinh vực Bỉ Ngạn cũng cực kỳ lâu đời. Trước mắt, thời đại sớm nhất được biết đến là thời đại Bỉ Ngạn. Sở dĩ gọi là thời đại Bỉ Ngạn, là bởi vì một người, Sở Bỉ Ngạn. Người này được coi là nhân vật truyền kỳ của tinh vực Bỉ Ngạn, không chỉ sáng tạo ra cảnh giới cao nhất hiện giờ của tinh vực Bỉ Ngạn cảnh, mà còn sáng tạo ra tâm pháp cao cấp nhất tinh vực Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn thần kinh và thần vật cao cấp nhất tinh vực Bỉ Ngạn, tháp Bỉ Ngạn. Nhưng 100 triệu năm trước, Sở Bỉ Ngạn bỗng nhiên biến mất một cách bí ẩn, không ai biết hắn ta đi nơi nào rồi. Mặc dù Sở Bỉ Ngạn biến mất, nhưng hắn ta để lại một thế lực siêu cấp, Sở Gia. Mà Sở Gia cũng được xưng là Đại Sở, 100 triệu năm qua, Đại Sở vẫn luôn là thế lực siêu cấp đứng đầu tinh vực Bỉ Ngạn, không người nào có thể dung chuyển. Hiện nay, tinh vực Bỉ Ngạn vốn có 5 thế lực siêu cấp, lần lượt là Đại Sở, Nam Điện, Cổ Miếu, Thần Minh Điện và Hỏa Linh Tộc. Mà hai thế lực cuối cùng, lúc trước đã bị một kiếm của Thanh Nhi hủy diệt. Bởi vậy, bây giờ tinh vực Bỉ Ngạn chỉ còn 3 thế lực siêu cấp. Mà đáng nói chính là, bây giờ trong Đại Sở lại xuất hiện một thiên tài siêu cấp, bởi vì nghe đồn rằng, khi thiên tài siêu cấp này xuất hiện đã khiến cho đệ nhất thần khí tháp Bỉ Ngạn trong Đại Sở tộc đích thân nhận chủ. Đây là chuyện chưa từng xuất hiện trong 100 triệu năm qua. Cũng bởi vì chuyện này, thiên tài Đại Sở này trực tiếp được phong là thế tử, mà yêu nghiệt Đại Sở này cũng không phụ sự mong đợi của những cao thủ của Đại Sở,
trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi tinh vực Bỉ Ngạn. Sở Thiên. Vị yêu nghiệt đại sở này tên là Sở Thiên, bây giờ là người nổi tiếng nhà nhà đều biết của tinh vực Bỉ Ngạn. Thú vị là, ban đầu vị thiên tài đại sở này chỉ là một phế vật kinh mạch đều bị phế, đồng thời cũng chỉ là dạng thép siêu hạng chót của cuộc đấu võ trong tộc, là đối tượng bị đại sở coi là ví dụ mặt trái trong giảng dạy. Nhưng ai cũng không ngờ được, vậy mà người này lại có một ngày đột nhiên thức tỉnh, nhảy vọt trở thành con cưng của trời. Chính vì vậy, tinh vực Bỉ Ngạn lưu truyền một câu nói, ta của hôm nay, ngươi coi thường, ta của ngày mai, ngươi không với nổi, chớ coi thường phế vật. Diệp Huyên và Tần Quan đưa mắt nhìn nhau, Diệp Huyên nói, đại sở. Tần Quan cười nói, chuyện cũ của Sở Thiên này thực thú vị. Diệp Huyên hơi kinh ngạc, thú vị. Tần Quan gật đầu, e rằng lai lịch vị này không bình thường đâu. Diệp Huyên hơi tò mò, là sao? Tần Quan nhìn về phía Diệp Huyên, ngẫm lại những trải nghiệm ban đầu của ngươi đi. Diệp Huyên hơi ngẩn ra, hắn lặng im suy nghĩ một lát, chân mày cau lại, cô nói là, người thiên mệnh. Tần Quan cười nói, người thiên mệnh đâu phải rau cải trắng. Nhưng mà, chắc hẳn vị yêu nghiệt đại sở này cũng không phải người bình thường. Nói xong, nàng ta nghiêm túc nói, tiểu huyên tử, ngươi là người thiên mệnh đời này, nhưng mà, ngươi cũng thấy đấy. Thời đại này có vô số người ưu tú. Ngươi phải nhớ kỹ một câu, ngươi là người thiên mệnh nhưng cũng không có nghĩa ngươi là duy nhất. Diệp Huyên im lặng. Tần Quan lại nói, Dương Bá Phụ là người thiên mệnh đời trước, nhưng mà, y thật sự vô địch sao? Ngươi xem đi, muội muội ngươi, và cả đại ca ngươi nữa, bọn họ kém y sao? Diệp Huyên nghĩ ngợi trong chốc lát, sau đó nói, ta hiểu rồi. Tần Quan mỉm cười, Diệp Huyên lại nói, nhưng ta khác biệt, ta không chỉ là người thiên mệnh đời này, ta còn có cha, đại ca và muội muội. Sắc mặt Tần Quan cứng đờ. Diệp Huyên cười ha hả, chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa. Tiếp tục thảo luận, ta lại có dấu hiệu ra vẻ. Tần Quan lườm Diệp Huyên, người ra vẻ còn ít sao? Diệp Huyên cười ha ha. Lúc này, Tần Quan lại nói, rất rõ ràng, nền văn minh của tinh vực Bỉ Ngạn này cao hơn vũ trụ Quan Huyên, chắc hẳn chuyến đi lần này sẽ rất thú vị. Diệp Huyên trầm giọng nói, chúng ta vừa đến là sẽ xây dựng thư viện và tiên bảo các, hay là như thế nào? Tần Quan lắc đầu, nơi này không thể làm như vậy, chờ chúng ta đến nơi đó, trước tiên tìm hiểu làm quen một chút, sau đó mới âm thầm chiêu mộ một số nhân tài đặc thù. Chờ sau khi chiêu mộ được nhân tài rồi chúng ta mới xây dựng tiên bảo các và thư viện. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, nhân tài mới là quan trọng nhất. Diệp Huyên gật đầu, được, nghe cô. Tần Quan cười hì hì, dường như nghĩ đến điều gì, nàng ta trầm giọng nói, vẫn phải coi chừng chủ nhân vô biên kia, người này mạnh đến có thể chạy trốn trong chớp nhoáng. Vừa dứt lời. Tàu vũ trụ lập tức hóa thành một tia sáng trắng biến mất ở nơi sâu nhất trong tinh không. Một ngày sau, tinh vực Bỉ Ngạn. Một chiếc tàu vũ trụ chậm rãi lái vào tinh vực Bỉ Ngạn. Trên tàu vũ trụ, Tần Quan cầm một ống tròn dài đặt ở trước mắt. Nàng ta nhìn một lát rồi thu lại ống tròn, sau đó cười nói, chúng ta đến rồi. Diệp Huyên thoáng nhìn ống tròn trong tay Tần Quan, đây chính là kính vũ trụ cô nói lúc trước. Tần Quan gật đầu. Cười nói, có muốn xem thử không? Diệp Huyên cười nói, có. Nói xong, hắn cầm kính vũ trụ đưa lên mắt nhìn, vừa nhìn đã khiến hắn giật nảy mình, bởi vì có thể nhìn ra vô cùng xa. Trông thấy dáng vẻ khiếp sợ của Diệp Huyên, Tần Quan che miệng cười, sau đó nói, món đồ chơi này rất có ích. Diệp Huyên đưa kính vũ trụ xuống, hắn liếc nhìn đánh giá kính vũ trụ trong tay, sau đó cười nói, thật lợi hại. Tần Quan cười nói, đương nhiên. Nói xong, nàng ta nhìn về nơi xa trong tinh không, khẽ nói, chúng ta đến rồi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về nơi xa, ở nơi sâu nhất của tinh không xa xôi này, bọn họ nhìn thấy một tòa thành cổ khổng lồ, cả tòa thành giống như một con cự thú chiếm giữ một vùng to lớn trong tinh không. Tần Quan khẽ nói, đây chính là Bỉ Ngạn thành phồn hoa nhất tinh vực Bỉ Ngạn. Nói xong. Khóe miệng nàng ta hơi cong lên, chúng ta đi bộ vào. Diệp Huyên nhìn về phía Tần Quan mỉm cười, chúng ta không thể quá kiêu ngạo. Giả heo ăn thịt hổ mới là diệu kế. Diệp Huyên.
Sau khi Tần Quan và Diệp Huyên nhảy xuống tàu vũ trụ, Tần Quan quay người thoáng nhìn, nói ẩn nấp tại chỗ. Tàu vũ trụ hơi rung động, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Cứ như vậy, hai người biến mất ở nơi xa. Mà ở bên khác, một người đàn ông đang chăm chú nhìn hai người Diệp Huyên và Tần Quan. Ở thành Bỉ Ngạn, Diệp Huyên và Tần Quan tiến vào thành, hai người đánh giá chung quanh, sau đó đều có hơi hoảng hốt. Phồn hoa. Sự phồn hoa của tòa thành này vượt ngoài tưởng tượng của họ, đặc biệt là những công trình kiến trúc tại đây. Dù không có được cảm giác thành tựu về kỹ thuật công nghệ như kinh đô của Tần Quan nhưng kiến trúc của nó lại tạo khí thế bàng bạc lẫn thời đại. Không chỉ thế, người trong thành rất nhiều, phố xá đông đúc, vô cùng náo nhiệt. Diệp Huyên phát hiện, trong thành có nhiều người thường, không phải loại người có hơi thở của người tu luyện. Thật ra điều này cũng bình thường, tuy đạo lý ở các vũ trụ là kẻ mạnh làm vua nhưng không phải ai sinh ra cũng có điều kiện tu tập võ đạo, đặc biệt là những người nghèo, thiên phú lại không tốt, người như thế mà không có đại cơ duyên thì hoàn toàn không thể tiếp xúc được đến võ đạo. Tần Quan đột nhiên lên tiếng, tiểu huyên tử, ngươi biết tại sao Thanh Khâu cô nương phải ở lại trông coi thư viện quan huyên dùm ngươi không? Diệp Huyên có chút kinh ngạc, vì sao cô lại đột nhiên hỏi vậy? Tần Quan cười rồi hỏi lại, ngươi biết tại sao nàng ấy phải làm thế không? Diệp Huyên trầm giọng đáp, vì ta. Tần Quan trừng mắt hắn, tất nhiên là vì ngươi nhưng ý ta là nàng ta làm thế vì mục đích gì? Diệp Huyên im lặng. Tần Quan cười nói, vì kiếm đạo nhân gian. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, sao lại nói thế? Tần Quan mỉm cười, kiếm đạo nhân gian không thể hoàn thành chỉ trong một lần, cần không ngừng tích lũy, hiện tại nàng ấy đang giúp ngươi đặt nền móng, một ngày nào đó, có lẽ ngươi sẽ nhận ra kiếm đạo nhân gian của ngươi gần như là vô địch. Diệp Huyên trầm giọng, nhà đầu Thanh Khâu hy vọng ta có thể vượt qua tam kiếm sao? Tần Quan gật đầu, Diệp Huyên lại lắc đầu cười. Tần Quan nhìn hắn, ngươi không tin sao? Diệp Huyên chất vấn ngược, cô thấy Thanh Nhi đáng sợ cỡ nào chưa? Tần Quan vẫn nhìn hắn, thế thì sao? Ba người đó có thể vô địch, sao ngươi lại không thể? Đừng quên ngươi là người thiên mệnh, có khí vận thiên mệnh hỗ trợ. Diệp Huyên nhún vai bất đắc dĩ, ta là người thiên mệnh nhưng sao ta cứ cảm thấy chủ nhân bút đại đạo muốn giết mình vậy? Chủ nhân bút đại đạo. Tần Quan nghĩ rồi mới chân thành nói, ta cũng thấy vậy á. Diệp Huyên lắc đầu cười, có hơi bất đắc dĩ. Hắn luôn có cảm giác là chủ nhân bút đại đạo và vô biên chủ là một phe. Hai tên này cấu kết với nhau. Tần Quan lại nói, mặc kệ họ đi, dù sao ngươi lúc này là cần ổn định phát triển, cố gắng nâng cao bản thân. Về phần kiếm đạo nhân gian, ngươi đừng nhúng tay quá nhiều, dù sao cũng có muội muội ngươi rồi, ngươi cũng chỉ cần ổn định thôi, sau đó xây dựng thư viện, tăng trưởng thực lực. Nói rồi nàng ta vỗ vai Diệp Huyên. Tuy mấy người muội muội rất mạnh nhưng ngươi cũng nên có lòng tin, là trừ Thanh Khâu cô nương, ngươi vẫn còn ta mà. Kiếm đạo là chính, khoa học công nghệ là phụ, cuối cùng ngươi cũng sẽ bất bại. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, chân thành nói ta vô địch tương đương ngươi bất bại. Tần Quan nhìn hắn rồi cười ha ha. Diệp Huyên cũng cười to. Vị cô nương này cười lên rất đẹp. Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới từ bên cạnh. Diệp Huyên và Tần Quan ngừng chân, hai người ngoái đầu xem xét thì thấy cách đó không xa, một người đàn ông mặc đồ trắng đang tới gần họ. Người đàn ông mặc áo bào trắng, không nhiễm bụi trần, tóc dài buông sau lưng, trên trán chừa hai lọn, trong tay cầm một cây quạt ngọc, trông khá là tuấn tú. Diệp Huyên đánh giá đối phương rồi nói, cô nương này đi cùng ta, người cách xa chúng ta một chút. Hôm nay tâm trạng ta tốt không muốn giết người. Tần Quan chớp chớp mắt nhìn Diệp Huyên. Nghe thấy lời Diệp Huyên nói, người đàn ông kia ngẩn ra, sau đó giận quá mà cười, đúng là thú vị. Đi cùng ngươi sao, ngươi không nhìn lại mình xem, ngươi xứng đôi cô nương này sao? Diệp Huyên chân thành hỏi, đương nhiên, ngoài ta ra, thế gian này còn ai xứng đôi được với nàng ấy? Tần Quan. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Huyên, da mặt ngươi dày như thế, cha ngươi biết không? Diệp Huyên lạnh nhạt đáp không chừng mặt ông ấy còn dày hơn cả ta. Người đàn ông áo trắng cười khẽ, chàng trai, ta khuyên ngươi một câu,
cô nương này khuynh quốc khuynh thành, không phải người ngươi có thể với tới. Đừng để nàng uổng phí bản thân, hại chính mình. Diệp Huyên quay đầu nhìn tần quan lại nhếch miệng cười, hắn muốn tán tỉnh ta. Diệp Huyên trừng mắt, vậy cô thích không? Tần quan lắc đầu. Diệp Huyên lại hỏi, cô thích hình mẫu thế nào? Tần quan lại nói, anh hùng cái thế. Diệp Huyên mỉm cười, chẳng phải là ta sao? Hả? Tần quan nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Diệp Huyên quay đầu nhìn người đàn ông áo trắng phía xa, phất tay nói, người đi đi, nàng thích kiểu như ta cơ. Tần quan. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên, có phải ngươi chưa từng bị ai đánh không? Diệp Huyên nhíu mày, ta không tạo nét thì ngươi cũng tới số rồi đó, chết cả trăm lần chứ không đùa đâu. Nhưng ta là người đọc sách, đánh giết gì chứ, thường ngày ta cũng chẳng thích làm việc đó, đều chờ cho muội muội ta hoàn thành thôi. Tần quan nhìn hắn, lầy. Diệp Huyên cười to rồi nói, chúng ta đi thôi. Ở cạnh tần quan, tâm trạng hắn vui vẻ nên không muốn ra tay. Tần quan cũng gật đầu, không định tiếp tục dây dưa, hai người muốn đi nhưng người đàn ông áo trắng lại chặn trước mặt, hắn ta muốn nói gì đó, Diệp Huyên đã vung tay tát một cái. Bốp! Âm thanh thanh thúy vang lên, người đàn ông áo trắng còn chưa kịp phản ứng là đã bị tát bay tận trăm trượng. Thấy cảnh này, người chung quanh đều lùi bước. Người đàn ông áo trắng kia cũng đờ đẫn. Bị đánh! Sao mình lại bị đánh? Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Huyên phía xa, vẻ thong dong ban nãy cũng không còn, hắn ta hung tợn nói, người dám đánh ta à, người có biết cha ta là Vương Thiên không? Vương Thiên! Vừa nghe thấy tên này, chung quanh tức khắc vang lên tiếng hít sâu. Diệp Huyên vẫn lạnh nhạt, vậy ngươi biết cha ta là Dương Diệp không? Người đàn ông áo trắng tức giận, tôm tép nào thế, ông đây chưa từng nghe nói tới. Tần quan. Bên cạnh, tần quan đứng nhìn, Dương bá phụ có vẻ không quá nổi tiếng nhỉ. Diệp Huyên gật đầu, chân thành nói, cha làm ăn không tốt thiệt. Kiếm chủ áo xanh. Người đàn ông áo trắng đột nhiên mở lòng bàn tay, một tấm bùa truyền âm phóng lên trời, trong tích tắc đã biến mất vào không trung. Tiếp theo, hắn ta nhìn Diệp Huyên, tức giận chỉ vào hắn, ngươi chờ đi. Chờ đó, vương gia ta phải diệt cả tộc nhà ngươi. Diệp Huyên im lặng. Diệt cả tộc hắn. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, nhìn tần quan nói, theo lý thì những đệ tử gia tộc lớn thế này đều có trí thông minh rất cao, sao ta cứ gặp phải dạng thiểu năng thế? Tần quan cười khẽ, họ quen làm sằng làm bậy rồi. Diệp Huyên lắc đầu cười, sự thật chứng minh là nhiều khi, càng có quyền lực thì chỉ số thông minh sẽ càng thấp, đặc biệt là người thân của đối phương. Đúng lúc này, trên không trung xuất hiện một hơi thở đáng sợ, một ông lão đang đứng sừng sừng trên trời. Diệp Huyên nhìn ông lão, đây là một thần kiếp cảnh. Hiển nhiên, dù là ở tinh vực Bỉ Ngạn, thần kiếp cảnh cũng không phải là hiếm. Nhiều như rau cải trắng vậy, ở đâu cũng có. Ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và tần quan, thấy ông ta, người đàn ông áo trắng vội nói, tam thúc, là hai tên này tuyên bố muốn diệt vương gia chúng ta. Nghe thế, Diệp Huyên và tần quan đều nhíu mày, tên này có bản lĩnh thêm mắm dặm muối ghê. Nghe thấy lời của cháu mình, ông lão kia híp mắt, nhìn Diệp Huyên, hai người muốn diệt vương gia. Diệp Huyên lắc đầu, ta không nói thế. Người đàn ông áo trắng lại tức tối nói, người dám nói mà không dám nhận sao. Diệp Huyên vẫn nhíu mày. Ông lão nhìn hắn, dám đòi diệt cả vương gia ta thì đúng là lớn. Đúng lúc này, ngón cái Diệp Huyên đột nhiên cử động. Vèo. Kiếm Thanh Huyên ra khỏi vỏ. Ông lão chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bị kiếm Thanh Huyên ghim chặt tại chỗ. Giây phút này, mọi người hóa đá. Nhanh vậy sao? Một thần kiếp cảnh cứ thế bị diệt gọn rồi. Sao có thể chứ, mọi người khó mà tin nổi khi nhìn cảnh này. Người đàn ông áo trắng cũng cứng đờ tại chỗ, hắn ta nhìn Diệp Huyên, trong mắt là cảm xúc khó tin, ngươi. Diệp Huyên nhìn hắn ta, vẻ mặt bình thản, vương gia ở đâu? Chỉ một hướng đi, tần quan. Vương gia ngươi ở đâu? Diệp Huyên nói xong câu này thì lập tức ngây người, hình như hắn từng nghe đâu đó rồi, quả thực rất quen. Ở phía xa, người đàn ông áo trắng hoảng sợ nhìn Diệp Huyên, ngươi là ai? Lúc này, đầu óc hắn ta chịu hoạt động rồi.
có thể dùng một kiếm tùy ý giết chết một cao thủ thần kiếp cảnh, há lại có thể là người bình thường. Rõ ràng, hắn ta đã chọc nhầm người không nên chọc rồi. Diệp Huyên bỗng giơ ngón tay cái. Bù! Kiếm Thanh Huyên bay ra. Ở phía xa, đầu người đàn ông áo trắng lập tức bay đi. Kiếm Thanh Huyên bay về trong vỏ, Diệp Huyên và Tần Quan quay người rời đi. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên chợt quay đầu, nếu vương gia muốn báo thù thì cứ đến nhiều hay ít cũng được, ta vô địch, các người tùy ý. Nói xong, hắn và Tần Quan đi về phía xa. Mọi người! Một khắc đồng hồ sau, một người đàn ông trung niên xuất hiện trong sân. Nhìn thi thể người đàn ông áo trắng trong sân, vẻ mặt người đàn ông trung niên vô cùng nặng nề. Người này chính là gia chủ vương gia hiện tại, Vương Thiên. Vương Thiên chậm rãi siết chặt tay phải, vẻ mặt vô cảm, ở thành Bỉ Ngạn này, còn có người dám không nể mặt vương gia ta sao? Nói xong, ông ta bỗng di chuyển, lập tức biến mất. Phía cuối con đường phía xa. Diệp Huyên và Tần Quan chậm rãi đi xa, Tần Quan bỗng chỉ vào một quán trà bên đường, cười nói chúng ta đến quán trà kia ngồi đi. Diệp Huyên gật đầu. Hai người vào quán trà tìm bàn ngồi xuống, một người làm vội đến chào, hai vị khách quý, muốn uống gì không? Diệp Huyên nhìn người làm, cười nói cứ tùy ý gọi đi. Người làm vội gật đầu, vâng. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Lúc này, trời bỗng đổ mưa. Diệp Huyên quay đầu nhìn đường phố, trên đường, mọi người nhanh bước, vội vàng tránh mưa. Lúc này, trà đã lên. Diệp Huyên nâng ly trà, nhấp một ngụm, sau đó khẽ cười, uống cạn một hơi. Trà này chỉ là trà bình thường. Tần Quan bỗng cười nói, ngươi nhìn thấy người đến người đi trên phố không? Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, đây chính là khói lửa nhân gian. Diệp Huyên im lặng. Tần Quan cười nói, ngươi từng nhìn thấy người mạnh nhất vũ trụ này, có lẽ cũng đã thấy nhiều người bình thường ở vũ trụ này, ngươi đừng coi thường những người bình thường đó, vô số người bình thường cùng nhau thì rất đáng sợ đấy. Diệp Huyên cười khẽ ta hiểu ý cô. Tần Quan gật đầu, nàng ta quay đầu nhìn, sau đó khẽ cười, vương gia đến rồi. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Tần Quan bỗng lấy ra một tấm bản đồ, nàng ta đưa mắt nhìn, sau đó nói, đây là bản đồ thành Bỉ Ngạn này, người nhìn xem, nơi nào thích hợp để mở thư viện. Diệp Huyên cầm lấy bản đồ xem, sau đó chỉ vào trong một ngọn núi, nơi này. Tần Quan nhìn qua, sau đó cười nói, được. Ngay lúc này, một luồng áp lực kinh người bỗng truyền đến từ phía xa. Ba cao thủ chậm rãi bước đến. Người dẫn đầu chính là Vương Thiên của vương gia. Vương Thiên nhìn Diệp Huyên và Tần Quan chằm chằm, ai dám không nể mặt vương gia ta sẽ khiến hắn. Bù! Một thanh kiếm bỗng từ trong sân xé ngang bay qua. Vô ngã! Ánh mắt Vương Thiên thay đổi, vừa muốn tránh né thì lúc này, kiếm Thanh Huyên đã xuyên qua giữa trán ông ta. Ầm! Một luồng kiếm khí lan ra từ trong thân thể Vương Thiên, chớp mắt. Hai cao thủ bên cạnh Vương Thiên cũng lập tức kinh ngạc. Ở phía xa, trong quán trà, Diệp Huyên quay đầu nhìn Vương Thiên đã hóa đá tại chỗ kia, vương gia ngươi sẽ khiến ta thế nào? Vẻ mặt Vương Thiên đầy kinh sợ nhìn Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên cầm chén trà khẽ nhấp miệng, lúc này, Vương Thiên kia đột nhiên quỳ xuống, thiếu hiệp tha mạng. Mọi người! Diệp Huyên cũng ngây người. Ra chiêu này! Vương Thiên run giọng nói, thiếu hiệp, lần này ta đến không phải để báo thù. Ta tới để xin lỗi. Diệp Huyên nhìn Vương Thiên, xin lỗi. Vương Thiên vội gật đầu, ta biết được trước đó Huyền Tử đã mạo phạm thiếu hiệp, trong lòng ta vô cùng hổ thẹn, đặc biệt đưa người đến tạ lỗi với thiếu hiệp, là ta không biết dạy con, mạo phạm thiếu hiệp, mong thiếu hiệp đại nhân đại lượng, bỏ qua cho vương gia ta. Diệp Huyên khẽ cười, ta đã giết chết con trai ngươi. Vương Thiên run giọng nói, không sao, ta có thể sinh lại. Diệp Huyên cạn lời, còn có thể như vậy sao? Vương Thiên lại nói, mong thiếu hiệp đại nhân đại lượng, bỏ qua cho vương gia ta, xin cảm tạ. Diệp Huyên nhìn Tần Quan cười nói, được rồi. Chúng ta lần đầu đến đây, cũng không nên làm mấy chuyện dính máu tanh, nếu không, sẽ khiến một vài thế lực cách xa chúng ta.
Diệp Huyên ngẫm nghĩ, gật đầu rồi mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên quay về trong tay hắn. Hắn nhìn Vương Thiên, người đi đi. Vương Thiên vội run rẩy nói, đa tạ. Nói xong, ông ta lập tức đưa hai cao thủ Vương gia ở bên cạnh biến mất nơi xa. Lúc này, Ám U đã xuất hiện bên cạnh Tần Quan. Ám U kính cẩn thi lễ, các chủ. Nói xong, hắn ta mở lòng bàn tay, hai quyển sách chậm rãi xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Tần Quan. Hiện tại, hắn ta chuẩn bị tài liệu thì đều phải chuẩn bị thêm một phần cho Diệp Huyên. Tần Quan mở tư liệu ra xem, sau đó cười nói, chúng ta phải đi thăm hỏi mấy người này. Diệp Huyên nhìn quyển sách, trong này có tên vài người, bên trên còn có tư liệu chi tiết những người này. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, nhân tài. Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên thở dài trong lòng, không thể không nói, mấy nhân tài thuộc hạ trong tay của Tần Quan thực sự rất lợi hại, chỉ trong thời gian ngắn mà đã hiểu rõ toàn bộ tinh vực Bỉ Ngạn này rồi. Có thể nói, tuy Tần Quan vừa mới đến tinh vực Bỉ Ngạn, nhưng, nàng ta đã có thể nắm giữ toàn bộ tình hình của tinh vực Bỉ Ngạn này rồi. Tình báo rất quan trọng. Tần Quan bỗng nói, chúng ta đi thăm hỏi vị lão nhân rừng trúc này trước. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn đặt một chú nguyên mạch xuống, sau đó đứng dậy rời đi cùng Tần Quan. Sau khi hai người rời khỏi, người làm quán trà kia nhìn thấy trụ nguyên mạch trên bàn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Huyên và Tần Quan đã đến trước một rừng trúc. Diệp Huyên nhìn rừng trúc trước mặt, sau đó quay đầu nhìn Tần Quan, ở ẩn. Tần Quan gật đầu, lão nhân rừng trúc này, hiện tại đang ở ẩn, là một người bình thường, sẽ không tu luyện. Người bình thường. Diệp Huyên khẽ đật đầu, đã hiểu rồi. Hai người đi vào sâu trong rừng trúc phía trước, không lâu sau, hai người đã đến trước một căn phòng trúc, trước căn phòng này, có một ông lão mặc đồ vải đang tự mình trồng rau. Nhìn thấy Diệp Huyên và Tần Quan đến, ông lão khẽ ngây người, sau đó bỏ rau trong tay xuống, đứng dậy đi đến trước mặt hai người, ông ta khẽ thi lễ, hai người là. Tần Quan cười nói, chào lão tiên sinh, ta là Tần Quan, vị bên cạnh đây là Diệp Huyên. Chúng ta đến để thăm hỏi lão tiên sinh. Thăm hỏi ta. Ông lão ngây người, sau đó cười nói, ta chỉ là một người bình thường, hai vị đến thăm hỏi ta làm gì? Tần Quan cười nói, ta nói thẳng vậy. Chúng ta sắp sửa một thư viện ở thành Bỉ Ngạn này, muốn mời lão tiên sinh làm người đứng đầu văn viện. Thư viện. Ông lão lắc đầu cười, vội xua tay, ta chỉ là người bình thường, sao có thể làm người đứng đầu thư viện? Hai vị chớ có đùa lão đây. Tần Quan cười nói, chúng ta chỉ tìm người học vấn cao, không liên quan đến tu luyện. Ông lão im lặng. Tần Quan nhìn xung quanh, sau đó cười nói, ở tinh vực Bỉ Ngạn, kẻ mạnh được tôn trọng, cũng có thể nói là võ giả rất được tôn trọng, với người thích đọc sách như lão tiên sinh đây, quả thực rất khó lộ diện. Nhưng mà, hiện tại chúng ta có thể cho lão tiên sinh một sân khấu để lão tiên sinh có thể dùng những gì mình đã học. Ông lão lắc đầu khẽ cười, không nói gì. Tần Quan mở lòng bàn tay, sau đó, ông lão rừng trúc lập tức biến mất. Diệp Huyên ngây người. Tần Quan cười nói, đưa ông ấy đến thư các của ta rồi. Một lúc sau, Tần Quan khẽ vung tay áo, ông lão đã xuất hiện trong sân. Mà lúc này, ánh mắt ông lão vô cùng kích động, cô nương, mấy cuốn sách vừa nãy. Tần Quan cười nói, những cuốn sách đó đều là sách cổ do thư viện Quan Huyên ta thu thập. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay, một cuốn sách cổ dày nặng đã xuất hiện trước mặt ông lão. Thần điển nho đạo. Ông lão mở sách thần điển nho đạo, một lúc sau, ông lão bỗng trở nên kích động. Một lúc lâu sau, ông lão ngẩng đầu nhìn Tần Quan cười nói, phàm là học sinh trong thư viện ta, thì đều có thể tu hành sách này. Ông lão im lặng. Tần Quan lại nói, nếu lão tiên sinh nguyện ý trở thành người đứng đầu thư viện Quan Huyên ta, ta nguyện ý mỗi tháng sẽ cho lão tiên sinh bổng lộc 10.000 trụ nguyên mạch. 10.000 trụ nguyên mạch. Ông lão ngây người, sau đó run giọng nói, cô nương, người đang nghiêm túc chứ? Tần Quan gật đầu, sau đó mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt ông lão, trong nhẫn có đủ 120.000 trụ nguyên mạch. Tần Quan cười nói, ta trả trước cho lão tiên sinh bổng lộc một năm. Ông lão không còn do dự, nhận lấy nhẫn chứa đồ,
sau đó kính cẩn thi lễ, nguyện dốc sức cho cô nương. Tần quan cười nói, vị bên cạnh đây mới là viện trưởng thư viện quan huyên. Ông lão nhìn Diệp Huyên, sau đó cẩn thận thi lễ, bái kiến viện trưởng. Diệp Huyên cười nói, lão tiên sinh, thư viện sắp được thành lập, nhưng hiện tại chúng ta vẫn còn thiếu vài người. Ông lão vội nói, yên tâm, mấy năm nay, ta cũng có không ít bạn bè, bọn họ đều là học sinh uyên bác, ta có thể mời bọn họ đến làm đạo sư tại thư viện chúng ta. Nghe vậy, Diệp Huyên và Tần Quan nhìn nhau khẽ cười. Lúc này, ông lão bỗng nói, ta đây sẽ viết một lá thư bảo họ dẫn học sinh của mình đến đây, còn nữa, ta cũng có một vài học sinh thích nghiên cứu tri thức, ta cũng gọi bọn họ đến đây. Tần Quan chợt cười nói, ám u. Ám u đã xuất hiện bên cạnh ông lão. Tần Quan cười nói, lão tiên sinh, kể từ bây giờ, hắn sẽ nghe theo dặn dò của ngươi, ngươi cần gì, cứ trực tiếp nói với hắn, hắn sẽ giúp ngươi làm. Ông lão nhìn ám u, sau đó vội nói, được được. Tần Quan quay người nhìn Diệp Huyên, có thể xây dựng thư viện rồi. Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan dẫn Diệp Huyên đến ngọn núi lúc trước hắn đã chọn, Tần Quan nhìn xung quanh, sau đó gọi một tiếng, ban công. Vừa dứt lời, ban công đã xuất hiện trong sân. Tần Quan nhìn xung quanh ngọn núi, sau đó nói, một tháng, ta muốn một thư viện chứa đủ 1 triệu người, xây dựng xa hoa, kết cấu phải lớn, còn nữa, trận pháp phòng ngự gì đó cũng phải bày bố, dùng đại trận phòng ngự tốt nhất. Ban công nhìn trong sân, sau đó thấp giọng nói, tiền. Tần Quan nhìn người ban công, tiền thì vô tư. Ban công kia cẩn thận thi lễ, lập tức khởi công. Ngay lúc này, ám u bỗng xuất hiện trong sân, hắn ta thấp giọng nói, các chủ, có thế lực thần bí đã giết vài trinh thám của chúng ta. Tần Quan nhíu mày, kẻ nào? Ám u đang định nói thì ngay lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện phía xa, bóng người kia chợt lên tiếng, tinh vực Bỉ Ngạn không chào đón các ngươi, trong vòng một canh giờ. Nếu không rời khỏi tinh vực Bỉ Ngạn thì các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, bóng người lẳng lặng biến mất. Đe dọa. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tần Quan, cô nghĩ là ai? Tần Quan cười nói, chắc chắn là một trong 3 thế lực lớn, hoặc là cả 3 thế lực lớn liên hợp. Diệp Huyên gật đầu. Tần Quan khẽ cười nói, xem ra, Bỉ Ngạn tinh này không chào đón chúng ta rồi. Diệp Huyên cười nói, vậy làm sao? Tần Quan nhún vai, sau đó nói, chúng ta cần bọn họ chào đón sao? Diệp Huyên cười ha ha. Tần Quan bỗng nhìn ám u, chúng ta chết mất bao nhiêu người? Ám u thấp giọng nói, 120 người. Tần Quan nheo mắt, lập tức điều tra, là ai đã rét ai? Ám u lẳng lặng lui đi. Ánh mắt Tần Quan thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, mẹ nó. Dám động đến người của ta. Diệp Huyên nhìn Tần Quan chớp mắt, ta nói gì sao? Diệp Huyên vội gật đầu, không có. Thợ ở bên cạnh bỗng lên tiếng, các chủ, vẫn xây dựng học viện chứ? Tần Quan nói, xây. Thợ làm gật đầu, kính cẩn nói, vâng. Nói xong, hắn ta lui xuống. Mà lúc này, ám u bỗng xuất hiện trong sân, ám u kính cẩn hành lễ, các chủ, đã tra được. Là Nam Điện và Đại Sở. Nghe vậu, Tần Quan khẽ nheo mắt, ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi. Ám u gật đầu, lặng lẽ lui xuống. Tần Quan quay đầu nhìn Diệp Huyên, đi Nam Điện, dám đi không? Diệp Huyên cười ha ha, ta có gì không dám chứ? Cho dù có lên trời xuống đất, ta cũng đi cùng cô. Tần Quan nói, đi. Nói rồi hai người lập tức biến mất. Tại Nam Điện. Nam Điện nằm ở phía nam của tinh vực Bỉ Ngạn, Nam Điện cũng có thế giới thuộc về riêng mình, Nam Giới. Hôm nay, Diệp Huyên và Tần Quân trực tiếp đến điểm ra vào của Nam Giới. Hai người vừa đến điểm ra vào của Nam Giới thì một ông lão đã ngăn cản trước mặt hai người họ, ông lão nhìn Diệp Huyên và Tần Quan, nơi này là Nam Điện, ngươi. Diệp Huyên điểm ngón tay. Bù. Ông lão còn chưa nói xong thì đầu đã lập tức bay đi. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, đi. Nói xong, hai người lập tức tiến vào Nam Giới. Hai người vừa vào Nam Giới, có đến mấy trăm thần thức kinh người lập tức khóa chặt Diệp Huyên và Tần Quan. Đồng thời,
một người đàn ông trung niên bỗng đứng chắn trước mặt Diệp Huyên và Tần Quan. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên và Tần Quan, đang định lên tiếng thì Tần Quan bỗng nói, nhóc con, giết hắn. Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Ở phía xa, ánh mắt người đàn ông trung niên kia bỗng thay đổi, hắn ta đang định ra tay thì lúc này, một thanh kiếm đã xuyên qua trán hắn ta. Vô ngã. Hiện giờ tuy hắn ta là thần kiếp cảnh, nhưng muốn giết cao thủ vô kiếp cảnh, thật sự không hề đơn giản. Dù sao, hiện tại hắn ta cả người hắn cũng đầy đủ trang bị. Thấy Diệp Huyên trực tiếp giết người, trên bầu trời phía xa, một tiếng quát gầm trời vang lên, ngông cuồng. Sau đó, một bàn tay khổng lồ bỗng xé rách bầu trời trực tiếp đánh về phía Diệp Huyên và Tần Quan. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên đã phóng thẳng lên trời. Bù! Bàn tay khổng lồ kia lập tức bị một kiếm của Diệp Huyên chém vỡ. Mà lúc này, một ông lão mặc áo bào đen lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Tần Quan. Ông lão nhìn Diệp Huyên và Tần Quan, vẻ mặt vô cùng hung tợn. Tần Quan nhìn ông lão, dám giết người của ta, ai cho ngươi cái gan cho đó. Nói rồi, nàng ta đột nhiên huýt sáo. Răng rắc. Đột nhiên, thời không xung quanh nam giới bỗng rung chuyển dữ dội, sau đó, từng chiến thuyền vũ trụ bỗng xuất hiện trong sân, dày đặc đông đúc, có chừng mấy nghìn chiếc. Thấy vậy, ông lão kia chợt sững sờ, đây là gì chứ? Tần Quan bỗng nói, giết, các cao thủ Nam Điện, không chừa một ai. Vừa nói xong, thần cơ trên các chiến thuyền kia bỗng lao lên, chớp mắt, từng luồng sáng trắng đã lao về phía các cao thủ Nam Điện. Thấy vậy, vẻ mặt các cao thủ Nam Điện chợt thay đổi, đều bắt đầu phản công. Nhưng vừa mới phản công, thì bọn họ lại phát hiện, những luồng sáng trắng kia cứ liên tục lao đến, thực sự quá kinh khủng. Thoáng chốc, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên trong sân. Thấy cảnh tượng như vậy, ông lão đứng đầu sợ hãi, vội nói, lập trận. Trận pháp. Vừa dứt lời, bên dưới nam giới đột nhiên rung chuyển, tiếp đó, từng luồng sức mạnh kinh người từ bên dưới bỗng phóng lên trời, đánh thẳng vào những chiến thuyền kia. Vẻ mặt Tần Quan vô cảm, nhả đạn. Vừa nói xong, các chiến thuyền kia đột nhiên bay lên trời, biến mất trong tầm mắt mọi người, mà lúc này, từng viên đạn đỏ rực máu lập tức xuyên qua thời không, rơi xuống nam giới bên dưới. Thấy thế, mí mắt Diệp Huyên cũng khẽ rực. Phú bà tức giận thật rồi. Tần Quan bỗng nói, chúng ta đi. Nói xong, nàng ta lập tức ngự kiếm đi, chớp mắt đã biến mất nơi xa. Diệp Huyên cũng vội vàng đi theo. Hiện tại tuy hắn phòng ngự rất tốt nhưng cũng không muốn bị dính đạn. Quá kinh khủng. Thấy Diệp Huyên và Tần Quan trực tiếp rời đi, ông lão áo bào đen đứng đầu kia cũng ngây người, chơi gì vậy chứ? Mà khi nhìn thấy những viên đạn đỏ rực máu kia rơi xuống, trong lòng ông lão áo đen bỗng có chút bất an, mà lúc này. Ầm ầm. Thoáng chốc, mấy trăm đám mây hình nấm bỗng bắn tung tóe từ nam giới. Ầm, lúc này, cả nam giới đã hóa thành tro bụi, vô số cao thủ đều chết thảm. Từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng, cả tinh vực Bỉ Ngạn đều kinh sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người vẫn còn ngơ ngác. Sao nam giới đã biến mất rồi? Diệp Huyên và Tần Quan lập tức bay đi cả trăm nghìn dặm, nhưng dù vậy, hai người vẫn bị luồng khí kinh người bám sát. Diệp Huyên quay người, chém ra một kiếm. Bù! Luồng khí kinh khủng trước mặt hai người lập tức bị chém tan. Diệp Huyên nhìn về phía xa, mà lúc này, hắn chỉ nhìn thấy một vùng tăm tối. Cả nam giới và thời không quanh đó mấy nghìn vạn dặm đã bị tiêu diệt. Thấy vậy, Diệp Huyên chảy cả mồ hôi lạnh. Chư thiên vạn giới này, ai cũng không thể xem thường thực lực của phú bà đâu. Nhất là về mặt đánh hội đồng. À! Ngay lúc này, trong không gian tăm tối kia, một tiếng quát gần giận dữ cuồng vọng bỗng vang lên. Ngay sau đó, mười mấy luồng hơi thở mạnh mẽ bỗng từ trên trời giáng xuống. Vẻ mặt Diệp Huyên và Tần Quan bình tĩnh. Lúc này, ông lão áo bào đen lúc trước dẫn theo một nhóm cao thủ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Tần Quan. Ông lão áo bào đen này, chính là điện chủ đương nhiệm của Nam Điện, Minh Tiêu. Lúc này, mấy người Minh Tiêu có thể nói là cực thảm. Cả người đầy vết thương. Mà bọn họ vẫn còn tốt, bởi vì bọn họ đều là cao thủ thần kiếp cảnh, vì vậy,
khi cảm nhận được uy lực của viên đạn thì đều chạy trốn, do vậy đã thoát ra được, nhưng nam giới dưới bọn họ thì toàn bộ đều chết. Những người đó đều không có thực lực như bọn họ. Ngay cả trận pháp phòng ngự kinh khủng như của Nam Điện mà chớp mắt cũng hóa thành hư không. Minh Tiêu nhìn Tần Quan phía xa, mắt như muốn nứt ra, loại đàn bà ngươi, ngươi đã làm gì? Ngươi! Vẻ mặt Tần Quan bĩnh tình, các người giết người của ta trước, hiện tại lại hỏi ta làm gì, không thấy nực cười sao? Minh Tiêu gần giọng nói, lão phu muốn ngươi sống không bằng chết. Tần Quan nhếch miệng, chém gió. Diệp Huyên! Nghe thấy lời của Tần Qua, vẻ mặt Minh Tiêu bỗng hung tợn, ông ta đang định ra tay thì lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Vô ngã! Thấy Diệp Huyên bỗng nhiên biến mất, ánh mắt Minh Tiêu chợt thay đổi, trong lòng vô cùng lo sợ, ông ta vội dùng tay phải ngăn lại. Bù! Trong tầm mắt mọi người, cánh tay phải của Minh Tiêu lập tức bị chém ngang, mà lúc này, Minh Tiêu đã lùi xa xa đến mấy nghìn trượng, thế nhưng... Khi ông ta vừa dừng lại thì một luồng kiếm quang đã chém đến gần. Vẫn là một kiếm vô thanh vô tức. Ánh mắt Minh Tiêu lập tức trở nên sắc bén, không hề do dự, ông ta lập tức mặc kệ thân xác, chớp mắt linh hồn đã lùi ra xa mấy nghìn trượng. Bù! Một kiếm này của Diệp Huyên trực tiếp xuyên thân xác ông ta, nhưng lúc này trong thân xác đã chẳng còn linh hồn nữa. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Minh Tiêu ở phía xa, Minh Tiêu nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Ánh mắt đầy vẻ kinh sợ, rốt cuộc ngươi là ai? Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, Diệp Huyên. Minh Tiêu nhìn Diệp Huyên chằm chằm, chưa từng nghe đến. Diệp Huyên cười nói, không sao. Nói xong, hắn bỗng biến mất tại chỗ. Bù! Một tiếng kiếm chợt vang lên trong sân. Ở phía xa, sắc mặt Minh Tiêu bỗng thay đổi, giết hắn. Lúc này, ông ta quả quyết chọn cách đánh đông. Nghe thấy lời của Minh Tiêu, một nhóm cao thủ Nam Điện trong sân lúc này lập tức lao về phía Diệp Huyên. Mà lúc này, ánh mắt Diệp Huyên bỗng trở nên hung hăng, hắn lập tức sử dụng đạo pháp trận trong kiếm Thanh Huyên, sau đó, hắn chém mạnh một kiếm xuống. Đạo pháp trận. Một kiếm này của Diệp Huyên chém ra, một luồng kiếm khí mang theo đạo pháp cổ xưa bỗng bay ra. Vù vù vù. Chớp mắt. Mười mấy cao thủ Nam Điện lập tức bị một kiếm của Diệp Huyên chém bay đầu, mà những cao thủ còn lại thoáng chốc cũng bị uy lực kiếm khí này đe dọa lùi đến cả nghìn trượng. Sau khi một kiếm chém giết mười mấy cao thủ, Diệp Huyên cầm ngang kiếm, vẻ mặt vô tình, ai dám tiến lên. Trong sân, các cao thủ Nam Điện đều nhìn Diệp Huyên phía xa, ánh mắt đều kinh sợ. Quá mạnh! Đây là cảm giác của bọn họ lúc này. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh. Hắn nhìn điện chủ Nam Điện Minh Tiêu phía xa, ngươi lên. Minh Tiêu chỉ còn lại linh hồn lúc này vẻ mặt vô cùng khó coi, ông ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, ngươi giết người của Tiên Bảo Các chúng ta, mà còn dám hỏi chúng ta là ai, ngươi có thấy nực cười không? Tiên Bảo Các, Minh Tiêu nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi là từ Tiên Bảo Các. Diệp Huyên gật đầu, ha ha, Minh Tiêu đột nhiên bật cười. Diệp Huyên chớp mắt, nam giới ngươi cũng đã nổ tung rồi. Ngươi còn cười được, ngươi đúng là thoải mái thật. Vô chi. Minh Tiêu bỗng quát giận, hai người người các ngươi đúng là ngu ngốc, không được đại sở gật đầu, mà các ngươi lại dám tiến vào tinh vực Bỉ Ngạn. Các ngươi đúng là ngu xuẩn. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tần Quan lập tức làm động tác cắt cổ. Diệp Huyên đi đến bên cạnh Tần Quan, khẽ nói, vừa nãy đã dùng đạo pháp trận. Hiện tại ta hơi yếu. Tần Quan chớp mắt, sau đó nói, để ta biểu diễn. Nói xong, nàng ta vung tay, 100 viên bom cậu bé đỏ như máu xuất hiện trước mặt, nàng ta nhìn mấy cao thủ Nam Điện phía xa, sau đó vung tay chỉ, đám dê nhỏ, các ngươi qua đây đi. Bổn tiểu thư một mình đánh hết đám các người. Diệp Huyên. Mọi người. Thấy một đống quả cầu màu đỏ trước mặt Tần Quan. Sắc mặt đám người Minh Tiêu thay đổi. Vì vừa rồi nam giới vừa biến mất bởi những cú nổ này. 100 quả. Nghĩ thôi cũng đã thấy tê ra đầu rồi. Đám người Minh Tiêu do dự một lúc, mặc dù họ biết bây giờ Diệp Huyên đang trong giai đoạn khá yếu nhưng không ai dám ra tay cả. Họ không muốn thử mùi của mấy quả bom kia của Tần Quan. Thấy đám người Minh Tiêu không ra tay, Tần Quan chớp mắt, các ngươi không đánh sao? Một mình ta thôi, thật đó.
sắc mặt đám người Minh Tiêu vô cùng khó coi. Tần quan còn muốn nói gì đó thì đúng lúc này đồng tử Diệp Huyên bỗng co rút lại, cẩn thận. Nói rồi hắn đẩy mạnh tần quan về phía sau lưng, cùng lúc đó hắn sử dụng kim cang bất hoại và áo giáp quan huyên. Một luồng sáng bỗng tấn công xoẹt qua yết hầu của hắn. Một luồng sáng lạnh trực tiếp nổ tung, Diệp Huyên và tần quan lập tức bị chấn động lùi ra xa hàng nghìn mét. Hai người vừa dừng lại, thời không trước mặt họ bỗng bị nứt ra. Diệp Huyên híp mắt lại, giơ ta lên chém một kiếm xuống. Không gian trước mặt Diệp Huyên biến thành hư vô, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm túc, vì hắn nhận ra tay phải của mình bị chém một nhát, máu bắn ra. Giáp quan huyên không sao cả. Nhưng tay của hắn lại bị nứt ra. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sức mạnh của đối phương quá đáng sợ, dù là áo giáp quan huyên cũng không thể chặn được toàn bộ sức mạnh của đối phương. Dĩ nhiên nếu không có áo giáp quan huyên thì cơ thể hắn có thể sẽ bị nổ tung. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn về phía đằng xa, nơi đó có một người bí ẩn mặc đồ đen, đầu đội mũ. Lúc này người bí ẩn bỗng khàn giọng nói, đúng là thần trang. Diệp Huyên nhìn người bí ẩn, người đại sở. Người bí ẩn khẽ cười, người đoán xem. Diệp Huyên bỗng biến mất. Người bí ẩn híp mắt, hai tay bỗng kéo sang hai bên. Một vết nứt đen tuyền bỗng xuất hiện trước mặt hắn ta, vết nứt này lại có thể chặn được một kiếm đầy đáng sợ của Diệp Huyên. Ầm. Không gian xung quanh Diệp Huyên và người bí ẩn rung chuyển, sau đó nổ tung. Người bí ẩn nhìn Diệp Huyên trước mặt, cười gằn, chỉ thế. Vừa dứt lời, tay phải hắn ta siết chặt thành nắm đấm, vừa định ra đòn thì đúng lúc này kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên bỗng rung lên dữ dội. Ngay sau đó một luồng sức mạnh khủng khiếp phát ra từ trong kiếm thanh huyên. Trận tam sinh. Đây là trận pháp thứ hai trong kiếm thanh huyên. Trước kia hắn chưa từng sử dụng. Người bí ẩn vừa kịp phản ứng lại là đã bị luồng sức mạnh đó đánh lui về sau mấy vạn trượng. Ngay sau đó một thanh kiếm lao thẳng đến giữa trán hắn ta. Vô ngã cộng thêm trận tam sinh. Người bí ẩn không thể tránh được đòn tấn công này. Vì hắn ta hệt như tự mình chủ động bước đến nên hắn ta chỉ đành giơ cánh tay phải lên đỡ. Kiếm quang vỡ vụn. Người bí ẩn lùi về sau vạn trượng. Thế nhưng nơi người bí ẩn rơi xuống cũng là nơi một thanh kiếm chém xuống. Thần chi dự phán. Người bí ẩn lại chấn động lùi về sau vạn trượng. Cứ như thế người bí ẩn thoáng chốc đã lùi ra xa mấy mươi vạn trượng, cách Diệp Huyên một khoảng rất xa trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Ngay lúc này Diệp Huyên bỗng xòe bàn tay ra, kiếm thanh huyên bay về trong tay hắn. Sắc mặt hắn tái nhợt. Tiêu hao quá nhiều sức lực. Trước đó là sử dụng trận đạo pháp, bây giờ lại liên tục sử dụng trận tam sinh, hắn đã tiêu hao không ít rồi. Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài. Diệp Huyên nhìn người bí ẩn đó, khẽ cười nói, chỉ thế thôi. Mọi người. Người bí ẩn ở đằng xa bỗng nói, ta hơi sơ suất rồi. Nói rồi tay phải hắn ta vung lên, khẽ cười một người được thần tiên chống lưng mà lại cứng miệng như thế, ngươi không thấy xấu hổ sao? Diệp Huyên cười nói, các hạ ở cảnh giới nào thế? Nói rồi hắn nhếch môi, chắc là vượt cả cảnh giới vô kiếp nhỉ? Mà ta chẳng qua chỉ mới là thần kiếp cảnh thôi, các hạ ỷ mạnh ăn hiếp yếu, lẽ nào không cảm thấy xấu hổ à? Người bí ẩn nói, ta không dùng ngoại vật. Diệp Huyên cười nói, chỉ cho phép ngươi ỷ mạnh ăn hiếp yếu. Không cho phép ta dùng ngoại vật à? Sao mà da mặt ngươi còn dày hơn cả ta thế? Tay phải người bí ẩn bỗng siết chặt, miệng lưỡi sắc bén đấy, lát nữa ta sẽ đánh gãy từng cái răng của ngươi. Nói rồi hắn ta định ra đòn. Đúng lúc này Diệp Huyên bỗng quay đầu nhìn sang một bên, vô biên chủ, có phải ông làm thần làm quỷ gì không? Ông bước ra đây cho ta. Nghe thế tần quan sửng sốt. Người bí ẩn ở đằng xa cũng sửng sốt. Vô biên chủ. Dĩ nhiên hắn ta biết người này. Người này là nhân vật đáng sợ duy nhất không dám chọc vào ở đại sở. Tên trước mặt này quen với vô biên chủ. Người bí ẩn cau mày. Xung quanh không có một động tĩnh. Diệp Huyên hung dữ cười nói, vô biên chủ, ta biết ông đang ở đây, nếu không còn không ra nữa thì ta gọi người đấy. Lúc này không gian cách bên phải Diệp Huyên ngàn trượng khẽ rung lên. Sau đó một người đàn ông chậm rãi bước ra. Vô biên chủ. Tần quan chớp mắt,
nàng ta không ngờ vô biên chủ này lại ở đây thật. Diệp Huyên tức giận chỉ vào vô biên chủ, ông thế mà lại bảo người đến đánh ta. Vô biên chủ mặt không cảm xúc, hắn không phải là người của ta, là người đại sở. Diệp Huyên tức giận nói, ta không thù không oán với đại sở, sao họ lại đánh ta? Người này chắc chắn là người của ông, bây giờ ông bảo hắn ta cút đi, nếu không ta gọi người đến đấy. Vô biên chủ trầm giọng nói, người đang phát điên gì thế? Ta đã nói rồi đây không phải là người của ta, là đại sở đó, là đại sở muốn xử lý ngươi, không liên quan quái gì đến ta cả. Diệp Huyên dựng thẳng kiếm Thanh Huyên lên nói, ông không bảo hắn ta cút, bây giờ ta gọi Thanh Nhi đánh ông. Nói rồi kiếm Thanh Huyên trong tay hắn bỗng rung lên. Địch! Vô biên chủ bỗng tức giận nói, ngươi có bệnh à? Ngươi kia không liên quan gì đến ta, là đại sở muốn đánh ngươi. Diệp Huyên tức giận nói, chắc chắn là của ông. Vô biên chủ! Kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên rung lên dữ dội, thấy thế vô biên chủ bỗng xoay người nhìn người bí ẩn đó cút. Người bí ẩn trầm giọng nói, các hạ, ông đang đùa với ta đấy à? Vô biên chủ nhìn người bí ẩn, người nghĩ ta đang đùa giỡn với ngươi sao? Nói đến đây, ông ta như nhận ra điều gì đó vội nhìn Diệp Huyên, người đừng để thanh kiếm đó rung lên nữa. Dừng lại. Diệp Huyên nhìn vô biên chủ, vậy ông bảo hắn ta cút đi. Vô biên chủ xoay người nhìn người bí ẩn, tức giận nói, còn không cút đi phải không? Người bí ẩn trầm giọng nói, các hạ. Đại sở ta đã cho ông mặt mũi nhưng không có nghĩa là ông có thể được một tấc tiến một thước, ông. Vô biên chủ bỗng giơ tay lên đánh một cú. Sắc mặt người bí ẩn ở đằng xa thay đổi, hai cánh tay giơ lên chặn phía trước. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn vang lên, người bí ẩn đó bị đánh lui về sau mấy vạn trượng, lúc hắn ta dừng lại, cơ thể của hắn ta đã tan nát. Người bí ẩn sửng sốt. Diệp Huyên nhướng mày. Mẹ nó! Vô biên chủ này mạnh thế à? Vô biên chủ nhìn người bí ẩn đó chế giễu, đại sở ngươi cho ta thể diện. Hửm, ta cần đại sở cho ta thể diện à? Mẹ kiếp, thứ gì vậy chứ? Vậy mà cũng dám uy hiếp ta sao? Người bí ẩn ngây người đứng đó. Một chiêu! Một chiêu của ông ta suýt nữa đánh hắn ta mất cả thần hồn. Vô biên chủ và Diệp Huyên là một ruột. Vô biên chủ ở một bên lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ta xem ngươi có thể phát bệnh đến bao giờ. Nói rồi ông ta xoay người biến mất ở phía tận cùng tinh không. Biến mất hoàn toàn. Diệp Huyên trầm mặc một lúc lâu, hắn nhìn người bí ẩn, ngay sau đó hắn cầm kiếm Thanh Huyên đi sang đó. Thấy Diệp Huyên đi đến, sắc mặt người bí ẩn thay đổi, ngươi vô liêm sỉ. Nói rồi hắn ta không do dự xoay người biến mất vào nơi sâu thẳm tinh không. Chạy rồi. Thấy người bí ẩn chạy mất, Diệp Huyên hơi bất lực. Mặc dù đối phương chỉ còn lại thần hồn nhưng nếu muốn chạy trốn thì hắn không thể làm gì được. Diệp Huyên bất lực lắc đầu, sau đó xoay người nhìn đám người Minh Tiêu, thấy Diệp Huyên nhìn sang, sắc mặt đám người Minh Tiêu thay đổi, ngay sau đó đám người Minh Tiêu xoay người biến mất vào nơi sâu thẳm ở tinh không. Chạy trốn. Thấy đám người Minh Tiêu bỏ chạy, Diệp Huyên thầm thở phào. Thật ra vừa rồi hắn cũng chỉ là cậy mạnh thôi. Thi triển liên tục trận đạo pháp và trận tam sinh nên hắn đã tiêu hao quá nhiều năng lượng. Tần Quan đi đến trước mặt Diệp Huyên, khẽ nói, không sao chứ. Diệp Huyên lắc đầu, hơi suy yếu một chút, ta vào trong tháp dưỡng thương một lát. Nói rồi hắn quay lại trong tiểu tháp. Tần Quan cũng lập tức vào trong tiểu tháp. Tần Quan nhìn xung quanh. Lúc này giọng tiểu tháp bỗng vang lên, chào Tần Quan tỷ. Tiểu tháp. Tần Quan cười nói, tiểu tháp, xin chào. Tiểu tháp trầm giọng nói, Tần Quan tỷ, ta cũng muốn hết lực vì tiểu chủ nhưng không thể làm gì khác được. À ý ta là thực lực của ta khá yếu, tỷ có thể truyền sức lực cho ta cải thiện một chút không? Tần Quan cười nói, được. Tiểu tháp nói, Tần Quan tỷ, từ nay về sau, dù có lên núi đao, xuống biển lửa, chỉ cần tỷ nói một tiếng, tiểu tháp ta sẽ luôn làm theo. Tần Quan cười nói, tiểu tháp, người thú vị thật. Tiểu tháp. Diệp Huyên ngồi xếp bằng ở một bên dưỡng thương. Tần Quan nhìn xung quanh, sau đó khẽ nói, thời gian ngược.
Nói rồi nàng ta trầm mặc một lúc rồi khẽ nói, có phải ta có thể tạo ra một loại vũ khí về thời gian không? Nói rồi nàng ta rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên chậm rãi đứng lên, lúc này hắn đã hồi phục như thường. Diệp Huyên nhìn Tần Quan ở một bên nói, tiếp theo nên làm thế nào? Tần Quan bình tĩnh, rõ ràng là đại sở ra tay với chúng ta không thể ngồi yên đợi chết. Diệp Huyên gật đầu, giải quyết bọn chúng. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, đi thẳng đến đại sở. Diệp Huyên do dự rồi nói, cô chắc chứ? Tần Quan nghĩ ngợi rồi nói, không chắc lắm. Diệp Huyên. Tần Quan bỗng trầm giọng nói, phải xử lý chúng. Diệp Huyên nhìn Tần Quan, định đặt bao nhiêu bom. Tần Quan lắc đầu, cậu bé thì uy lực vẫn không đủ dùng. Nói rồi tay phải nàng ta đút vào trong túi vải nhỏ bên thắt lưng. Diệp Huyên nói, có thể cho ta mượn túi vải này của cô chơi vài ngày không? Tần Quan nhìn Diệp Huyên chớp mắt. Diệp Huyên thấy vẻ mặt của Tần Quan thì vội nói giỡn thôi mà. Tần Quan cười, ngươi không được dò ngó túi tiền của ta đâu đó. Diệp Huyên liếc túi tiền của Tần Quan rồi gật đầu, được. Dù sao túi tiền của cô cũng là của ta, chúng ta tuy hai mà một. Tần Quan. Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, người càng ngày càng không biết xấu hổ mà. Diệp Huyên đen mặt, Tiểu Tháp, có phải ngươi muốn bị cho vô lãnh cung không? Tiểu Tháp. Đúng lúc này, Tần Quan bỗng nói, ra ngoài đi. Nàng ta nói xong bèn rời khỏi Tiểu Tháp. Diệp Huyên chợt nhỏ giọng hỏi, Tiểu Tháp, Tần Quan không tu luyện thật hả? Tiểu Tháp hỏi, ý người là sao? Diệp Huyên nói, ngươi nhìn nàng xem, nàng có thể tùy tiện ra vào Tiểu Tháp đó. Nếu không tu luyện chút nào thì sao có thể chứ? Tiểu Tháp im lặng. Diệp Huyên lắc đầu, không nghĩ nhiều về vấn đề này nữa mà trực tiếp rời khỏi Tiểu Tháp. Bên ngoài Tiểu Tháp, Diệp Huyên nhìn Tần Quan đằng xa, Tần Quan lại nhìn về phía xa, ở đó có một người đàn ông trung niên đang đứng. Diệp Huyên thấy ông ta thì cau mày. Mạnh. Đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Người đàn ông trung niên kia mặc một kiện trường bào đơn giản, cả người im hơi lặng tiếng đứng đó, người khác lại chẳng cảm nhận được chút nào. Diệp Huyên đi đến bên cạnh Tần Quan nói, đại sở. Tần Quan cười, chắc rồi. Lúc này, người đàn ông trung niên đằng xa bỗng nói, Tần các chủ. Đại sở ta không chào đón Tiên Bảo Các và thư viện quan huyên của cô tiến vào tinh vực Bỉ Ngạn. Trong một canh giờ, cô và người cô mà không rút khỏi đây thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cô. Ông ta nói xong vung tay lên, hiện trường chợt xuất hiện hơn 10 cái xác. Những cái xác đó đều mặc đồ đen, không thấy rõ mặt. Nhưng Diệp Huyên biết họ đều là nhân viên tình báo của Tần Quan. Tần Quan liếc những nhân viên tình báo đã chết kia. Một lát sau mới nhìn về phía người đàn ông trung niên đằng xa, giết người của ta. Người đàn ông trung niên gật đầu, nếu Tần các chủ muốn trả thù, đại sở ta lúc nào cũng đón chờ. Ông ta nói xong bèn biến mất khỏi đây. Tại hiện trường, Tần Quan im lặng không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên đi đến bên cạnh Tần Quan hỏi, không sao chứ? Tần Quan chợt cười khẽ, có thể làm sao? Nàng ta nói xong bỗng quay phát đầu lại nói, đưa họ đi chôn cất đi. Vừa dứt lời, ám u đã xuất hiện rồi mang những nhân viên tình báo kia đi. Trong sân chỉ còn lại Tần Quan và Diệp Huyên. Diệp Huyên ngó Tần Quan, nhỏ giọng hỏi, cô muốn làm gì thì ta cũng sẽ đi cùng cô. Tần Quan nhìn tinh không đằng xa nói, đụng vào người của ta, ta diệt cả nhà hắn. Nàng ta nói xong vươn tay vào trong túi tiền. Chốc lát sau đã móc ra một cái hòm hình chữ nhật đen ngòm, ngoài ra thì không có gì đặc biệt nữa. Tần Quan mở hòm ra, bên trong chỉ có một cái nút màu đỏ. Tần Quan trực tiếp nhấn xuống. Diệp Huyên vội vàng đề phòng, nhưng chẳng mấy chốc đã cau mày vì phát hiện trong sân không có xảy ra thay đổi nào hết. Vụ gì đây? Gió yên sóng lặng dữ vậy. Diệp Huyên nhìn Tần Quan hỏi, Tần Quan. Tần Quan chỉ bình tĩnh đáp, chờ. Diệp Huyên hơi khó hiểu, chờ cái gì? Tần Quan mở tay ra rồi nhẹ nhàng vung lên, trước mặt cả hai lập tức xuất hiện một quầng sáng khổng lồ. Bên trong xuất hiện một hình ảnh. Là Kinh Đô. Diệp Huyên kinh ngạc, Kinh Đô. Tần Quan gật đầu. Bấy giờ,
hình ảnh chợt thay đổi đến trước một cái vực thẳm khổng lồ, mảnh vực này rộng khoảng mấy vạn trượng, sâu không thấy đáy. Lúc này, Tiểu Ái đang đứng ở mép vực. Diệp Huyên ngơ ngác. Tần Quan Định làm gì vậy? Lúc này, Tiểu Ái bỗng nhiên nói, tọa độ, tinh vực Bỉ Ngạn, Đại Sở Thành. Toàn bộ đã xong, chuẩn bị phóng, 10, 9, 8, 7. Diệp Huyên vẫn khó hiểu, quay đầu ngó Tần Quan. Tần Quan lạnh nhạt nói, ngươi sẽ biết ngay thôi. Diệp Huyên gật đầu, liếc Tần Quan. Hắn biết giờ phú bà này thật sự tức giận. Nhưng đúng lúc này, khi Tiểu Ái nói một thì bỗng dưng. Đoàng. Chỉ thấy bên trong vực thẳm sâu không thấy đáy kia có một cây cột khổng là dài cả vạn trượng phóng lên cao. Cả vật thể đều mạ vàng, đỉnh nhọn, phần đuôi kéo theo một ngọn lửa dài mấy vạn trượng. Cây cột khổng lồ ấy vừa phóng lên trời đã lập tức xé rách thời không, biến mất ở tinh hà đằng xa. Diệp Huyên chấn động, quay đầu nhìn về phía Tần Quan hỏi, đây là... Tần Quan bình tĩnh đáp, trước mắt thì là thứ có sức mạnh có thể lọt vào top 8 trong toàn bộ số vũ khí của ta. Nàng ta nói xong quay đầu nhìn Diệp Huyên, hoa hạ số 1. Là thứ ta đã dốc hết nhà máy quân sự, nhân lực và tiền của để tạo ra. Ngay cả ta cũng không nỡ dùng. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng lại. Ngay cả nàng ta cũng không nỡ dùng. Diệp Huyên câm nín, nghĩ lại mà sợ. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ tinh vực Bỉ Ngạn bỗng rung lắc kịch liệt giống như gặp phải động đất khiến người ta hết sức sợ hãi. Diệp Huyên hoảng sợ, quay phát đầu lại, bấy giờ khắp tinh vực đằng xa thế mà lại sôi lên sùng sục. Chẳng những vậy, một sức mạnh khủng bố cũng lập tức ập đến. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Đây là thứ gì vậy? Diệp Huyên quay đầu liếc Tần Quan, vẻ mặt nàng ta vẫn bình tĩnh như nước, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Đại Sở. Ở Đại Sở giới, vô số cao thủ bỗng ngẩng phát đầu lên. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên xuất hiện trên không Đại Sở giới. Ông ta nhìn tinh không đằng xa rồi như thấy được gì đó, con người chợt co rút lại quát, khởi động trận pháp. Oanh! Thoáng chốc, bên trong Đại Sở giới chợt có một chùm sáng phóng thẳng lên cao. Sau đó, nó giống như một cái dù khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ nơi này. Bấy giờ, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả các cao thủ của Đại Sở, một cây cột lửa khổng lồ chợt phóng thẳng đến từ trong tinh không. Tốc độ cực nhanh. Khi mọi người nhìn thấy nó thì nó cũng đã trực tiếp đâm vào lớp phòng ngự trên không của Đại Sở giới. Ầm. Một tiếng nổ khủng khiếp vang vọng cả tinh vực Bỉ Ngạn. Vô số cao thủ trong tinh vực Bỉ Ngạn đều quay đầu nhìn về phía Đại Sở giới, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Có người tấn công Đại Sở ư? Ai thế? Trên không Đại Sở giới. Cây cột lửa khổng lồ kia vừa đung vào lớp phòng ngự của Đại Sở thì lớp phòng ngự ấy lập tức vỡ vụn, hóa thành hư không. Người đàn ông trung niên thấy cảnh đó thì con ngươi chợt co rút lại quát, tất cả rút. Tất cả rút. Vô số cao thủ trong Đại Sở giới nghe thấy mệnh lệnh đó của người đàn ông trung niên thì lập tức chạy tứ tán. Còn ông ta lại giẫm mạnh chân phải xuống, phóng thẳng lên cao rồi đấm thẳng vào cây cột lửa lớn kia. Ầm. Một quyền đó vừa đấm tới, cây cột kia bỗng nhiên nổ tung. Thoáng chốc, một sức mạnh khủng bố như vô số triệu ngọn núi lửa đồng loạt phun trào lập tức quét ngang xung quanh. Cùng lúc đó, một cột khói khổng lồ hình nấm chợt phóng thẳng vào tận hư không từ trong Đại Sở giới. Cả tinh không thoáng chốc đã bị san bằng. Vào giây phút ấy, một ông lão bỗng xuất hiện bên dưới Đại Sở giới. Ông ta nhìn sức mạnh khủng bố ập đến từ trên không mà mặt mày vẫn hết sức bình tĩnh. Sau đó, ông ta bỗng dưng thò tay sang phải rồi khẽ kẹp, một cái lá cây bay đến giữa hai ngón tay. Kế tiếp, ông ta mở tay ra, cái lá kia trực tiếp bay lên. Khi nó bay không thì chợt run lên. Oanh! Thoáng chốc, toàn bộ sức mạnh khủng bố bùng nổ ra từ trên cây cột lửa khổng lồ kia của Tần Quan đã bị cái lá cây đó chặn lại. Nhưng vẫn chưa biến mất. Một cảnh tượng quỷ dị chợt xuất hiện. Bên trên lá cây, từng luồng sức mạnh khủng bố quay cuồng như một cơn sóng thần. Bên dưới lá cây lại gió êm sóng lặng, mọi thứ vẫn bình thường. Ầm, ầm, ầm. Sức mạnh khủng do cây cột kia phát ra không ngừng đánh lên lá cây như thủy triều. Song, cái lá kia vẫn không chút sứt mẻ. Những cao thủ bên trong Đại Sở giới nhìn cái lá cây trên không mà trong mắt tràn ngập vẻ phấn khích.
Lúc này, ông lão kia bỗng dưng trở tay, cái lá cây kia trực tiếp dựng lên rồi bổ về phía chân trời. Xoẹt. Một tiếng rách toạc chói tai vang vọng toàn bộ tinh vực Bỉ Ngạn. Sức mạnh khủng bố kia trực tiếp bị cái lá cây đó xé thành vô số mảnh nhỏ, song nó vẫn chưa biến mất mà lại chém tiếp về phía tinh không. Thoáng chốc, hơn 10 vạn mảnh tinh vực đã bị nó xé thành vô số mảnh. Vô số cao thủ trong đại sở điên cuồng hò hét, tộc trưởng. Tộc trưởng. Ông lão vừa ra tay chính là tộc trưởng hiện nay của đại sở, Sở Nam. Trước mắt cũng là cao thủ mạnh nhất của tinh vực Bỉ Ngạn. Một chỗ bí mật nào đó trong tinh không có một người đàn ông đang quan sát đại sở giới. Người đàn ông đó chính là Vô Biên Chủ. Bên cạnh ông ta chính là Thần Minh và Hòa Thượng Tăng Vô. Thần Minh bỗng nhiên trầm giọng hỏi, Vô Biên Chủ, ông có đánh thắng được Sở Nam kia không? Tăng Vô liếc Vô Biên Chủ, cũng rất tò mò vấn đề này. Vô Biên Chủ im lặng một lát rồi hỏi, có phải là các ngươi có sự hiểu lầm gì đó với thực lực của ta rồi không? Thần Minh thế mà lại nghiêm túc đáp, không có. Chỉ là, Sở Nam kia cũng rất mạnh. Tăng Vô chắp tay thành hình chữ thập nói, mạnh thật, dù Vô Biên Chủ không đánh lại cũng không mất mặt. Đánh không lại là đánh không lại thôi, chẳng có gì mất mặt hết. Thần Minh cũng nói, không mất mặt. Vô Biên Chủ khẽ thở dài, hình như các ngươi hiểu lầm gì đó với người thiên mệnh rồi thì phải. Thần Minh nhắc, ngươi là người thiên mệnh bị vứt bỏ. Vô Biên Chủ. Đại sở giới. Sở Nam bỗng ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt một cái thì đã thấy được Diệp Huyên và Tần Quan đằng xa. Mà hai người họ cũng nhìn thấy mọi thứ xảy ra bên trong đại sở giới vào ban nãy. Diệp Huyên thấy ông ta nhìn thì híp mắt, tay phải chậm rãi siết chặt kiếm Thanh Huyên. Song lúc này, Sở Nam lại chợt nói, Tần các chủ, cho cô con đường sống mà cô không chọn, lại chọn con đường chết. Vừa dứt lời, ông ta chợt vươn tay chụp một cái lá cây kia đã xuất hiện trong tay. Sau đó, ông ta mở tay ra, lá cây trực tiếp xé rách thời không bắn thẳng tới trước mặt Diệp Huyên và Tần Quan. Diệp Huyên thấy cái lá cây kia thì chợt nheo mắt lại, giơ tay kéo Tần Quan ra sau, tay phải siết chặt kiếm Thanh Huyên, trực tiếp kích hoạt huyết mạch phong ma trong người. Tần Quan có chút ngẩn ngơ nhìn Diệp Huyên chắn trước mặt mình. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng hét lên, Vô Biên Chủ, ta biết đại sở với ngươi chính là một đám, ta mà xảy ra chuyện thì sẽ bảo muội muội đến đánh chết ngươi. Sâu trong tinh không, Vô Biên Chủ chợt giận dữ chửi ầm lên, mẹ kiếp. Ngươi ám ông đây rồi đúng không? Mẹ nó, bà mẹ nó. Thần Minh và Tăng Vô đằng sau Vô Biên Chủ liếc nhìn nhau. Tăng Vô trần chờ rồi nói, A-di-đà Phật, Vô Biên Chủ, tố chất. Chú ý tố chất. Vô Biên Chủ quay đầu lại quát, ông đây cũng không phải là nhà trí thức, cần tố chất làm gì. Ta cứ nói địt đó. Địt, 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 địt. Tăng Vô do dự rồi khẽ khom lưng không dám nói thêm gì nữa. Hiển nhiên, trước mắt Vô Biên Chủ đang trong tình trạng nổi khùng, nói thêm gì nữa có lẽ còn sẽ bị đánh. Thần Minh bỗng hỏi, lỡ hắn gọi muội muội thật thì sao? Sắc mặt Vô Biên Chủ cũng vô cùng khó coi, sau đó mở tay ra, vươn tay kẹp một cái, thoáng chốc đã có một chiếc lá xuất hiện giữa hai ngón tay ông ta. Kế tiếp, ông ta hơi dùng sức. Vèo. Thoáng chốc, cái lá cây đó đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Tần Quan, sau đó bổ lên lá cây của Sở Nam. Nhoáng cái, lá cây của Sở Nam đã bị chém làm đôi. Còn chiếc lá của Vô Biên Chủ lại chẳng sứt mẻ gì. Thần Minh và Tăng Vô thấy vậy bèn liếc nhau, trong mắt đều toát ra vẻ hoảng sợ. Trong tinh không đằng xa, Diệp Huyên nhìn chiếc lá trước mặt, trong lòng cũng thầm nhẹ nhõm. Tên khốn Vô Biên Chủ kia quả nhiên là ở đây. Nếu Vô Biên Chủ không ra tay, hắn đúng là định thi triển thuật gọi muội. Diệp Huyên là một người có nguyên tắc, đối phương không ỷ lớn hiếp nhỏ thì hắn sẽ không gọi muội. Nhưng nếu dám ỷ lớn hiếp nhỏ, hắn cũng sẽ không liều mạng, vì làm thế cũng đánh không lại. Cùng với việc bị đánh nửa chết nửa sống lại gọi muội thì chẳng thà trực tiếp gọi luôn, không phải sẽ đỡ tốn thời gian hơn à. Song hắn không ngờ, Vô Biên Chủ kia vẫn lén lút đi theo thật. Có thể không gọi Thanh Nhi đương nhiên đỡ phải gọi, dù sao mấy người kia cũng chỉ là một đám con kiến với Thanh Nhi mà thôi. Bảo Thanh Nhi đến đánh họ,
đúng là giết gà mà dùng dao mổ trâu. Bên trong đại sở giới, Sở Nam quay đầu nhìn sang, ánh mắt ông ta lập tức xuyên thủng tinh hà, nhưng lại chẳng thấy gì. Vô biên chủ đã chạy. Sở Nam nhíu mày, người ra tay chính là vô biên chủ. Không ai trả lời. Trong mắt Sở Nam lộ ra đôi chút khó hiểu, lẽ nào không phải vô biên chủ? Không đúng, trong vũ trụ vô biên này, có thể khiến ông ta kiêng kỵ cũng chỉ có vô biên chủ kia. Nếu đúng là đối phương ra tay thì tại sao lại không trả lời? Trong lòng Sở Nam càng thêm khó hiểu không thôi. Trong một mảnh tinh vực không biết tên xa xôi, vô biên chủ trực tiếp dẫn theo thần minh và tăng vô rời khỏi tinh vực Bỉ Ngạn. Lần này, ông ta thật sự rời khỏi đó. Hơn nữa, trước khi đi còn cố ý nói một tiếng với Diệp Huyên. Ông ta sợ. Cứ ở lại đây tiếp thì ngày nào cũng bị đe dọa nên ông ta phải rời xa nó. Thần minh sau lưng vô biên chủ trần chờ một lát rồi hỏi, vô biên chủ, chúng ta định đi đâu? Vô biên chủ nhàn nhạt nói, dẫn các ngươi đi mở mang tầm mắt. Thần minh và tăng vô liếc nhau, trong mắt cả hai ngươi đều toát ra vẻ tò mò. Mở mang tầm mắt. Chẳng mấy chốc, ba người vô biên chủ đã biến mất ở tinh không đằng xa. Trong tinh không, Diệp Huyên xoay người nhìn Tần Quan hỏi, đánh nữa không? Tần Quan đáp, ta chuẩn bị chút đã. Diệp Huyên gật đầu, được. Tần Quan liếc Diệp Huyên, ngươi chắc chưa? Diệp Huyên cười nói, chuyện của cô chính là chuyện của ta. Bọn họ giết người của cô, chẳng khác nào giết người của ta. Tần Quan cười, được. Nàng ta nói xong bèn nhìn về phía đại sở giới đằng xa, ánh mắt lạnh lên như băng, đại sở kia, Tần Quan ta diệt chắc rồi. Dứt lời, nàng bèn xoay người rời đi, Diệp Huyên cũng đi theo. Đại sở, ánh mắt Sở Nam u ám, không có ra tay tiếp vì không dám chắc vô biên chủ kia có ra tay tiếp không. Nói thật, tuy đại sở mạnh đó, nhưng ông ta cũng không muốn là địch với vô biên chủ. Ông ta không muốn chọc vào cái tên vô biên chủ thần bí kia. Sở Nam im lặng một lát rồi nói, ta đi chút rồi về, trước khi ta về thì không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ông ta nói xong, trực tiếp biến mất ở tinh không đằng xa. Trong tinh không vô tận, Sở Nam đuổi theo đám vô biên chủ thấy Sở Nam đuổi theo thì cau mày. Thực ra, ông ta cũng không thân với Sở gia, chỉ mới gặp một lần mà thôi. Sở Nam nhìn vô biên chủ chào hỏi, vô biên chủ, lâu rồi không gặp. Vô biên chủ khẽ gật đầu hỏi, có chuyện gì à? Sở Nam trầm giọng hỏi, ban nãy, người ra tay là các hạ. Vô biên chủ kinh ngạc, ra tay gì? Sở Nam cũng kinh ngạc, không phải ông ra tay. Vô biên chủ nghiêm túc nói, Sở tộc trưởng, ta không biết ngươi đang nói gì. Thần minh và tăng vô bên cạnh liếc vô biên chủ, mặt mày lộ vẻ cổ quái. Đúng là trợn mắt nói dối mà. Sở Nam trần chờ rồi hỏi, thật sự không phải các hạ ra tay giúp Tần Quan kia hả? Vô biên chủ lạnh mặt hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy người có thân phận cỡ như ta sẽ lừa ngươi sao? Sở Nam ngẫm nghĩ, cũng đúng, một người có trình độ như ông ta sao có thể nói dối được chứ? Sở Nam nghĩ đến đây thì chắp tay nói, hiểu lầm, làm phiền rồi. Vô biên chủ gật đầu, không sao. Ông ta nói xong định xoay người rời đi. Xong lúc này, Sở Nam lại bỗng nói, các hạ, ta còn một chuyện muốn hỏi. Vô biên chủ liếc Sở Nam, chuyện gì? Sở Nam nặng nề nói, theo ta được biết thì Tần Quan kia đến từ vũ trụ vô biên, cũng là địa bàn của ông. Sau lưng của nàng ta có ông lớn hay thế lực nào không? Vô biên chủ lắc đầu, không có, nhưng kẻ bên cạnh nàng ta có. Sở Nam cau mày, thanh niên bên cạnh ư? Vô biên chủ gật đầu, đúng vậy, ngươi không để ý đến hắn ư? Sở Nam đáp, ban nãy cũng có để ý, tên kia, sau lưng có người, vô biên chủ gật đầu. Sở Nam trầm giọng hỏi, mạnh không? Vô biên chủ ngẫm nghĩ rồi đáp, rất mạnh. Sở Nam nhíu mày, rất mạnh. Vô biên chủ im lặng một lát mới nói, Sở tộc trưởng, nể tình tổ tiên ngươi và ta có chút qua lại, tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất là đừng đụng vào hắn. Hắn muốn xây dựng thư viện ở đây thì cứ cho hắn xây. Giờ, ngay cả chủ nhân bút đại đạo cũng không dám quản hắn. Đại sở của ngươi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua đi.
Ông ta nói xong định xoay người rời đi. Sở Nam lại bỗng dưng trầm giọng hỏi, hắn không phải người của ông chứ hả? Vô biên chủ dừng lại, lắc đầu nói, không phải người của ta. Sở Nam liếc vô biên chủ, ta hiểu rồi. Vô biên chủ muốn nói lại thôi. Thần Minh bên cạnh liếc Sở Nam, rất muốn nói thanh niên kia là người mà vô biên chủ cũng không dám chọc, nhưng cuối cùng hắn ta cũng không có nói ra. Vô biên chủ đang ở đây đó. Vô biên chủ người ta cũng biết xấu hổ chứ bộ. Vô biên chủ đang định mở miệng thì Sở Nam lại hỏi, người đằng sau thanh niên kia so với các hạ thì thế nào? Vô biên chủ lập tức cạn lời. So cái đầu nhà ngươi. Vấn đề đó của ngươi chặn hỏng ông đây mẹ rồi. Trả lời sao đây? Mạnh hơn ông đây hả? Ông đây không biết xấu hổ sao? Yếu hơn ông đây? Câu này, vẫn không nên nói lung tung mới tốt, nếu mà nói ra thì nổ to, dễ có nguy hiểm đến tính mạng. Bấy giờ, Tăng Vô đứng cạnh bỗng chắp tay thành chữ thập nói, các hạ, ông có hiểu lầm gì với thực lực của vô biên chủ rồi hả? Câu đó khiến mọi người đều im lặng. Bởi vì mỗi người lại hiểu khác nhau. Vô biên chủ hiểu là sao mình có thể so với cô gái váy trắng kia chứ? Ông ta nghĩ vậy thì có hơi bực bội liếc Tăng Vô một cái. Mà ý của Tăng Vô cũng là như thế. Vô biên chủ mạnh không? Đương nhiên là mạnh, gần như là vô địch. Nhưng trước đó, khi cô gái váy trắng kia xuất hiện thì vô biên chủ lại lập tức bỏ chạy. Thậm chí còn không có can đảm đánh một chiêu. Song Sở Nam lại hiểu là, ý của Hòa Thượng là mình đã đánh giá thấp vô biên chủ, người đứng đằng sau thanh niên kia hoàn toàn không xứng để so với vô biên chủ. Sở Nam nghĩ vậy thì trong lòng cũng yên tâm đôi chút. Lập tức nói, làm phiền rồi. Ông ta nói xong trực tiếp xoay người biến mất ở tinh không đằng xa. Sở Nam đi rồi vô biên chủ mới quay đầu liếc Tăng Vô, sau đó quay lưng đi. Tăng Vô trần chờ một chút rồi nhìn về phía Thần Minh, có phải ta đã lỡ lời rồi không? Thần Minh khẽ thở dài, lần sau chừa chút mặt mũi cho ông ta đi. Tăng Vô. Khi Sở Nam trở về đại sở giới, mặt mày đầy âm trầm. Ông ta rất tức giận. Vô số năm qua, đại sở chưa từng bị ai khiêu khích như vậy. Song nay, tần quan kia thế mà lại ngang nhiên gây hấn với đại sở. Nếu không phải ông ta đúng lúc ở trong tộc thì hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Mà giờ, toàn bộ tinh vực Bỉ Ngạn đều đang nhìn đại sở. Trước sự khiêu khích ấy của tần quan, nếu đại sở không tỏ thái độ thì mọi người sẽ nhìn đại sở thế nào? Cái mặt mũi này không thể cứ thế cho qua được. Sở Nam nghĩ vậy bỗng trầm giọng ra lệnh, đi điều tra người của Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên ở tinh vực Bỉ Ngạn ngay cho ta. Hễ phát hiện ra thì giết ngay lập tức, còn nữa, thông báo cho toàn bộ tinh vực Bỉ Ngạn. Bắt đầu từ giờ phút này, đại sở ta sẽ tuyên chiến với Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên. Ông ta dặn xong dừng một lát lại nói, không chết không ngừng. Không chết không ngừng. Sau khi mệnh lệnh của đại sở được tuyên bố, toàn bộ tinh vực Bỉ Ngạn đều kinh ngạc. Đại sở tuyên chiến. Chỉ là, có rất nhiều người cũng không biết Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên. Thế nên, họ đều tò mò, rốt cuộc thì Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên kia có lai lịch gì. Lúc này, chủ nhân của hai nơi đó đã trở về Kinh Đô. Tần quan muốn về Kinh Đô vẫn khá đơn giản, không những có truyền tống trận của nàng ta mà còn có kiếm thanh huyên của Diệp Huyên. Sau khi trở về Kinh Đô, tần quan trực tiếp gọi Tiểu Ái tới, nhìn Tiểu Ái nói, khởi động kế hoạch A. Tiểu Ái nghe vậy sửng sốt. Tần quan lại nói, đi đi. Tiểu Ái chần chờ rồi gật đầu, được. Nàng ta nói xong bèn xoay người rời đi. Diệp Huyên ngó tần quan, kế hoạch A là gì? Tần quan bình tĩnh đáp, chính là kế hoạch hủy diệt. Diệp Huyên. Tần quan chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau. Bỗng dưng nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên chớp mắt hỏi, sao thế? Tần quan trầm giọng nói, giờ ngươi là thần kiếp cảnh đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Tần quan lại nói, quá thấp, ta muốn làm ngươi đạt tới vô kiếp cảnh, không đủ, vẫn xa xa không đủ. Diệp Huyên trần chờ nói, nhanh quá hóa lớp, nhanh quá, tần quan lại bỗng ngắt lời, chẳng phải còn có tiểu tháp sao? Diệp Huyên sửng sốt, tần quan vỗ vai Diệp Huyên nói, nhanh quá hóa lớp, nhưng
Chúng ta có thể mở bù, Diệp Huyên. Tu luyện. Tần Quan dẫn Diệp Huyên vào tiểu tháp. Sau khi vào tiểu tháp, Tần Quan xòe bàn tay ra, hơn 100 cuốn sách cổ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi tò mò, đây là... Tần Quan nghiêm túc nói, truyền thừa vô kiếp cảnh. Diệp Huyên. Tần Quan nói, trước kia ta đã cho người nghiên cứu, mỗi một phần truyền thừa đều có chú thích chi tiết, có thể để ngươi bớt đi nhiều đường vòng. Dĩ nhiên vô kiếp cảnh vô cùng tuyệt diệu, có thể đột phá hay không còn phải xem bản thân ngươi, nhưng ta có lòng tin với ngươi. Nói rồi nàng ta xòe bàn tay ra, vô số trụ thần mạch xuất hiện xung quanh Diệp Huyên, sau đó những trụ thần mạch này bốc cháy biến thành vô số linh khí lao thẳng về phía Diệp Huyên. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, ngươi có thể bắt đầu rồi. Diệp Huyên trầm mặc một lúc rồi nói, được. Phải nói là đây là lần đầu tiên hắn nhận được đãi ngộ này. Không cần quan tâm đến tiền. Không cần quan tâm đến pháp tu luyện. Chỉ cần mình tập trung tu luyện là được. Mặc dù việc gì cũng đều dựa vào mình, nhưng phải nói là phụ nữ giàu có đúng là lợi hại. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Vô kiếp cảnh. Mục tiêu lần đầu của hắn là vô kiếp cảnh. Tần Quan nhìn Diệp Huyên một lúc rồi mới đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi tiểu tháp, nàng ta đến ngoài thành Kinh Đô, cách thành Kinh Đô vạn dặm là một vùng biển vô tận. Thật ra rất ít người biết nơi này cũng là một nhà máy công nghiệp quân sự của nàng ta. Không ai có thể nghĩ đến nàng ta lại xây dựng nhà máy công nghiệp quân sự ở nơi sâu nhất của vùng biển vô tận. Lúc này Ám U bỗng xuất hiện bên cạnh Tần Quan, Ám U cúi người xuống, các chủ, đại sở đang điên cuồng đuổi giết người của chúng ta. Tần Quan gật đầu, ta biết rồi. Ám U cúi người xuống, không nói gì mà đợi chỉ thị. Lúc này Tiểu Ái bỗng xuất hiện trước mặt Tần Quan, Tiểu Ái nhìn Tần Quan, đã chuẩn bị xong. Tần Quan nói, đợi Tiểu Huyên tử. Tiểu Ái gật đầu. Tần Quan nhìn vùng biển trước mặt, gió biển thổi đến, mái tóc nàng ta vung bay trong gió. Một lúc sau Tần Quan bỗng nói, chuẩn bị kế hoạch B. Nghe thế, Tiểu Ái sửng sốt. Tần Quan nhìn Tiểu Ái, chuẩn bị đi. Tiểu Ái gật đầu. Sau đó xoay người biến mất. Ám U ở một bên nhìn Tần Quan trước mặt, không dám lên tiếng. Hắn ta chỉ phụ trách hệ thống tình báo của Tần Quan, còn những việc khác của Tần Quan thì hắn ta không biết gì cả, dĩ nhiên hắn ta có thể điều tra nhưng hắn ta nào dám. Không có lệnh của Tần Quan, hắn ta không dám tự ý làm chủ rất nhiều việc. Làm việc trong Kinh Đô nhất định phải biết chừng mực, không có chừng mực thì không thể sống ở Kinh Đô. Tần Quan bỗng nói, Ám U. Ám U nói, có thuộc hạ. Tần Quan nói, cho ta một phần tư liệu chi tiết về đại sở, phải là chi tiết, trong tộc chúng có bao nhiêu cường giả, đều ở cảnh giới nào và có con bài cuối cùng là gì, ta đều muốn biết. Ám U cúi người xuống, sau đó xòe bàn tay ra, một cuộn giấy màu đen bay đến trước mặt Tần Quan, các chủ, trước đó thuộc hạ đã điều tra rồi. Tần Quan nhìn Ám U nói, tốt lắm. Ám U thầm vui mừng nói, bổn phận của thuộc hạ. Tần Quan gật đầu, bây giờ cả đại sở đều đang nhắm vào chúng ta, ngươi cũng phải cẩn thận, tộc trưởng đại sở Sở Nam đó không phải người đơn giản, cực kỳ cẩn thận. Ám U gật đầu, thuộc hạ đã rõ. Tần Quan mở cuộn giấy ra, đọc một lúc rồi nhắm mắt lại. Không cảnh. Trên vô kiếp cảnh chính là không cảnh, mà không cảnh được chia làm ba cảnh giới, minh tâm, phá tâm, vô tâm. Trên những cảnh giới này chính là bỉ ngạn cảnh trong truyền thuyết. Hiện giờ cả tinh vực bỉ ngạn đều không có bỉ ngạn cảnh, cường giả có cấp bậc cao nhất cũng là phá tâm của không cảnh. Sau khi đạt đến phá tâm không cảnh, có thể chém thiên hà bằng một chiếc lá, phá vỡ vũ trụ vô tận chỉ bằng một ngón tay. Cường giả ở cấp bậc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bản thân, thực lực của họ không bị hạn chế của cơ thể, đạt đến cảnh giới cao nhất, dung hợp với tất cả trong vũ trụ. Không phụ thuộc vào nhau, mỗi động tác đều hấp thụ vô số sức mạnh bí ẩn trong vũ trụ. Thân ở vũ trụ là ta là vũ trụ. Thế nên dù chỉ có một chiếc lá nhỏ trong tay vẫn có thể chém cả tinh hà, phá vỡ vũ trụ. Vô tâm không cảnh càng huyền diệu hơn. Phá tâm không cảnh chỉ hấp thụ sức mạnh từ vũ trụ đã biết, nhưng cảnh giới vô tâm thì đã có thể hấp thụ năng lượng từ trong chiều vũ trụ vô tận.
vũ trụ thứ nguyên. Tần Quan nhíu chặt mày. Thật ra nàng ta đã bắt đầu nghiên cứu vũ trụ thứ nguyên từ lâu. Trước kia Diệp Huyên có kỹ năng kiếm đặc biệt rất vô địch, cũng nhảy thẳng vào vũ trụ thứ nguyên, sau đó dùng tính đặc biệt của thế giới đó đạt được khả năng bất khả chiến bại trong thời gian ngắn. Vũ trụ thứ nguyên. Tần Quan im lặng một lúc mới nói, ở đây đợi lệnh. Nói rồi nàng ta đi thẳng vào tiểu tháp. Trong tiểu tháp, Tần Quan tìm một nơi yên tĩnh, nàng ta nhốt mình vào trong căn phòng. Nghiên cứu. Nàng ta muốn nghiên cứu thấu đáo mấy cảnh giới này, sau đó giúp Diệp Huyên thăng cấp. Trước kia nàng ta đều sẽ giao việc này cho người trong võ các làm nhưng bây giờ thì lại khác, khung cảnh này vô cùng huyền diệu, nàng ta muốn tự mình nghiên cứu. Thời gian từng chút trôi qua. Diệp Huyên đang trong quá trình tu luyện đã yên tĩnh ngồi đó, còn Tần Quan cũng đóng cửa không ra ngoài. 10 năm sau. Một luồng khí tức đáng sợ bỗng dâng lên từ trong người Diệp Huyên. Thoáng chốc thế giới trong tiểu tháp sôi trào. Diệp Huyên đứng dậy, tay phải hơi đè xuống, lúc này khí tức đáng sợ đó bình ổn xuống. Diệp Huyên mở mắt ra, tay phải hắn siết chặt, từng luồng sức mạnh khủng khiếp ngưng tụ trong bàn tay hắn. Vô kiếp cảnh. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên phất tay áo, một luồng kiếm ý lao ra. Kiếm ý nhân gian. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn kiếm ý nhân gian đó, môi nhếch lên. Kiếm ý nhân gian của hắn cũng liên tục tăng lên. Một lúc sau Diệp Huyên biến mất khỏi chỗ đó, hắn đi đến căn nhà tre của Tần Quan, lúc này cánh cửa căn nhà đó bỗng mở ra, Tần Quan chậm rãi bước ra. Tần Quan trông có vẻ hơi mệt mỏi. Diệp Huyên đi đến, sao thế? Tần Quan lắc đầu, không sao. Nói rồi nàng ta kéo cánh tay Diệp Huyên, đi theo ta. Nói rồi nàng ta dẫn theo Diệp Huyên ra khỏi tiểu tháp, lần nữa xuất hiện hai người đã đi đến trong tinh không vô tận. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, trên vô kiếp cảnh là không cảnh, không cảnh được chia làm ba cảnh giới, minh tâm, phá tâm và vô tâm. Tộc trưởng đại sở trước đó ra tay với chúng ta chính là cường giả cảnh giới phá tâm. Phá tâm. Diệp Huyên trầm giọng nói, rất mạnh. Tần Quan gật đầu, bây giờ chúng ta nói đến minh tâm, thật ra minh tâm rất đơn giản, nhìn thế giới, nhìn vào bản thân bằng tâm, cái này thích hợp với kiếm đạo của ngươi, vì kiếm tu của các ngươi vẫn luôn coi trọng tu tâm. Nói rồi nàng ta nhìn Diệp Huyên, nói đơn giản hơn thì là làm cho tâm của ngươi trở thành một chiếc gương, thấu triệt người khác, cũng nhìn thấu bản thân. Nếu ngươi đạt đến cảnh giới minh tâm, kiếm đạo của ngươi chắc chắn sẽ có sự đột phá. Minh tâm, Diệp Huyên im lặng một lúc rồi gật đầu. Sau khi đạt được minh tâm thì sẽ thế nào? Tần Quan nói, nhìn thấu thời gian vạn vật, từng lời nói, từng suy nghĩ đều trùng khớp với đại đạo vận hành trời đất, cũng có thể dễ dàng phá giải đại đạo này. Khi đối mặt với cường giả ở cấp bậc này, người bị nhìn thấu, gần như không có cơ hội thắng. Diệp Huyên trầm mặc. Tần Quan lại nói, còn phá tâm, giải thích của bên vũ trụ bỉ ngạn là cường giả ở cấp bậc này đã hoàn toàn vượt qua bản thân. Thực lực của họ không bị cơ thể hạn chế, dung hợp với mọi thứ trong vũ trụ, không phụ thuộc vào nhau, mỗi động tác đều hấp thụ vô số sức mạnh bí ẩn trong vũ trụ. Nói rồi nàng ta ngừng lại một chốc rồi lại nói một cách đơn giản là thoát khỏi bản thân, hòa làm một với vũ trụ, bản thân là vũ trụ là bản thân, có thể hấp thụ sức mạnh vô tận trong vũ trụ. Trước kia một chiếc lá của Sở Nam đó đã chặn được số một hoa hạ của ta là vì trong chiếc lá của ông ta có chứa sức mạnh vô tận của vũ trụ. Diệp Huyên trầm giọng nói, vô tâm cảnh thì sao? Tần Quan cười nói, cảnh giới vô tâm càng không thực tế, không chỉ có thể hấp thụ sức mạnh từ trong vũ trụ đã biết hiện tại mà còn có thể hấp thụ sức mạnh từ trong vũ trụ thứ nguyên. Diệp Huyên nhíu chặt mày, vũ trụ thứ nguyên. Tần Quan gật đầu, thế giới này gọi là vũ trụ thứ nguyên. Ở hệ Ngân Hà gọi là vũ trụ mặt phẳng, những vũ trụ này đều từ các mặt phẳng khác nhau, dù sao cũng khá phức tạp, bao gồm cảnh giới vô tâm này đều chỉ có thể nói vừa tiếp tục với vũ trụ thứ nguyên, bây giờ vũ trụ thứ nguyên vẫn khá xa lạ với vũ trụ này. Nói đến đây nàng ta ngừng một chốc rồi lại nói thế này đi, chủ nhân của bút đại đạo ở trong vũ trụ mặt phẳng này, nhưng vũ trụ đó là một vũ trụ mặt phẳng đặc biệt. Diệp Huyên cau mày, ông ta không ở hệ Ngân Hà. Tần Quan gật đầu, là ở hệ Ngân Hà nhưng nếu người đến hệ Ngân Hà, người không tìm được ông ta. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao?
Tần Quan liếc nhìn Diệp Huyên, chẳng phải đã nói rồi sao? Bây giờ ngươi vẫn không thể tiếp xúc với vũ trụ thứ nguyên, nhất là vũ trụ thứ nguyên đặc biệt. Lúc đầu nếu không phải muội của ngươi dẫn ngươi đến hệ Ngân Hà thì ngươi cũng không tìm được nàng ta. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, vậy ta có thể tu luyện luôn vô tâm cảnh không? Tần Quan lắc đầu, không được, vì ngươi phải nhìn rõ được bản thân, nhìn thấu vũ trụ, sau đó mới có thể hòa một thể với vũ trụ, hấp thụ sức mạnh từ vũ trụ này, chỉ có sau khi ngươi hòa làm một thể với vũ trụ này, ngươi mới có thể dựa vào sức mạnh của vũ trụ này để tìm đến vũ trụ thứ nguyên, rồi hấp thụ năng lượng từ vũ trụ thứ nguyên. Diệp Huyên trầm giọng nói, nếu ta có thể đi vào vũ trụ thứ nguyên thì sao? Tần Quan nhìn Diệp Huyên, sát na vô địch. Diệp Huyên lắc đầu, hắn xòe bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay, hắn nhìn Tần Quan, Thanh Nhi nói thanh kiếm này có thể đi vào bất kỳ không gian nào, ta tin chắc nó cũng có thể đi vào không gian thứ nguyên. Nói rồi hắn chém một kiếm về phía trước. Chỉ một điểm nhỏ đã phá vỡ không gian lớn. Diệp Huyên thi triển sát na vô địch, sau đó biến mất vào vũ trụ thứ nguyên, lần này sau khi đi vào hắn không có ý định ra ngoài. Không chỉ thế, hắn còn dẫn theo Tần Quan vào. Diệp Huyên nhìn tinh không vô tận xung quanh, trầm mặc. Đây cũng là một vũ trụ, mà trước mặt hắn là một vết nứt, thế giới của vết nứt đó chính là vũ trụ trước kia của hắn. Một vết nứt đã ngăn cách hai vũ trụ khác nhau hoàn toàn. Ngay lúc này, một giọng nói già nua bỗng vang lên từ tận cùng tinh không ở đằng xa, người nào dám làm đảo loạn quy tắc vũ trụ, tự ý xông vào giới thứ nguyên. Giọng nói vừa dứt, không gian trên đỉnh đầu Diệp Huyên và Tần Quan bỗng nứt ra, ngay sau đó một dấu tay cực lớn lao đến từ chân trời xa xôi. Sắc mặt Diệp Huyên và Tần Quan thay đổi. Tần Quan nói, chạy. Diệp Huyên bỗng cầm kiếm tức giận chỉ về phía chân trời, ta là người giúp. Diệp Huyên vừa dứt lời, cả người bị sức mạnh đáng sợ làm cho lui về sau vài trăm vạn trượng. Khi hắn dừng lại, liên tục nôn ra vài ngụm máu, không chỉ thế, cả người như nứt toác ra, máu tươi tung tóe. Chạy! Diệp Huyên không do dự dẫn theo Tần Quan chạy khỏi vũ trụ thứ nguyên. Trong tinh không, Diệp Huyên nằm dưới đất, mệt bở hơi. Ngay lúc nãy hắn đã sử dụng áo giáp Quan Huyên. Nếu không nhờ áo giáp Quan Huyên chặn lại phần lớn sức mạnh của đối phương có lẽ hắn đã bị đánh cho thần hồn tiêu tán. Mẹ nó! Vũ trụ thứ nguyên không nhận Diệp Huyên hắn. Vẫn phải đi hù dọa vô biên chủ mới được. Vô biên chủ! Tần Quan đi đến cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn hắn rồi nói, không sao chứ. Diệp Huyên định lên tiếng thì một dòng máu chảy ra. Tần Quan chớp mắt, hình như có sao rồi. Diệp Huyên. Tần Quan ngồi xuống cạnh Diệp Huyên, lấy một chiếc khăn ra lau vết máu bên khóe môi cho Diệp Huyên, sau đó nói, xem ra chúng ta chỉ có thể làm từng bước thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, vũ trụ thứ nguyên cũng thuộc về phạm vi quản lý của chủ nhân bút đại đạo sao. Tần Quan gật đầu. Diệp Huyên trầm mặc. Tần Quan cười nói, đừng nghĩ lung tung nữa, cứ làm từng bước, không có hại gì cả. Diệp Huyên gật đầu. Khẽ nói, nghe lời cô. Tần Quan mỉm cười nói, đến tiểu tháp, ta giúp ngươi đạt đến cảnh giới minh tâm. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta mới đến cảnh giới vô kiếp thôi. Tần Quan cười nói, vậy thì có liên quan gì? Nàng ta lại nói, tiểu huyên tử, ta cần ngươi giúp ta ngăn cản Sở Nam tộc Trường Đại Sở, chỉ cần ngươi chặn được ông ta giúp ta, ta sẽ giết thỏa thích. Giết thỏa thích, Diệp Huyên trầm giọng nói, được. Tần Quan nhìn thẳng vào Diệp Huyên. Sẽ rất nguy hiểm. Vì dù ngươi đạt đến cảnh giới minh tâm có thể vẫn không thể đấu lại với ông ta. Diệp Huyên cười nói, chỉ cần cô nói một câu, đừng nói là Sở Nam, dù có là chủ nhân bút đại đạo, ta cũng sẽ tiêu diệt. Chủ nhân bút đại đạo. Tần Quan nhìn Diệp Huyên khẽ nói, cảm ơn. Diệp Huyên lắc đầu cười, giữa chúng ta mà nói mấy lời này có vẻ xa lạ quá. Tần Quan cười nói, ừ. Sau này ta không nói nữa. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Tần Quan gật đầu, sau đó hai người đi vào tiểu tháp. Tu luyện. Đại sở giới ở tinh vực Bỉ Ngạn. Sở Nam đang ngồi trấn trong đại điện bên dưới là các cường giả đại sở. Sở Nam bình tĩnh nó, tiên bảo các đó có động tĩnh gì.
Một ông lão ở bên dưới bước đến, trong tinh vực Bỉ Ngạn, người ở tiên bảo các đều đã rút đi hết rồi. Những người không kịp chạy đã trở thành thi thể lạnh lẽo. Sở Nam khẽ cười, nghe nói tiên bảo các rất giàu có ở vũ trụ vô biên. Ông lão nhìn Sở Nam, vâng. Sở Nam bình tĩnh nói, mỗi năm quân viễn chinh ở cổ hoang mà đại sở lập ra cần phải tiêu hết mấy chục tỷ trụ thần mạch. Nói rồi ông ta nhắm hai mắt lại, trước kia vũ trụ vô biên là địa bàn của vô biên chủ, đại sở vẫn nể mặt vô biên chủ. Nhưng bây giờ theo ta được biết vô biên chủ đã rời khỏi vô biên chi địa, nói cách khác đại sở có thể được hưởng miếng thịt béo bở vũ trụ vô biên này. Ông lão gật đầu, đúng là có thể. Sở Nam nói, hiện tại tiên bảo các và thư viện quan huyên là thế lực mạnh nhất ở vũ trụ vô biên sao? Ông lão nói, đúng thế. Sở Nam mở mắt ra, vậy thì trước tiên tiêu diệt hai thế lực này đã. Ông lão gật đầu, ta đi chuẩn bị. Sở Nam khẽ gật đầu, sau đó biến mất khỏi đó. Cổ miếu. So với các thế lực khác, cổ miếu trông hơi suy tàn. Một ngôi chùa cổ nằm giữa sườn núi. Trong chùa cũng không có nhiều người, chỉ có 20 mấy hòa thượng. Nhưng thấp nhất đều là không cảnh minh tâm cảnh. Cổ miếu quanh năm tu hành trong núi, cơ bản không tham dự vào chuyện bên ngoài nên ít có ai biết đến. Trong sân của chùa có một lão hòa thượng đang quét tước dọn dẹp. Lúc này một tăng nhân đi đến trước mặt lão hòa thượng, hai tay chắp lại cúi người, trụ trì. Lão hòa thượng nói, đại sở muốn tấn công với vũ trụ vô biên sao? Tăng nhân gật đầu, vâng. Lão hòa thượng gật đầu, ta biết rồi. Tăng nhân do dự một lúc rồi nói, vũ trụ vô biên là một miếng thịt béo bở. Lão hòa thượng không nói gì, tiếp tục quét dọn. Tăng nhân còn muốn nói gì đó, lão hòa thượng bỗng nói, tại sao vô biên chủ đột nhiên bỏ lại vô biên chi địa? Tăng nhân sửng sốt. Lão hòa thượng nói, tranh giành, để họ giành, giành đến cuối cùng, vũ trụ vô biên thắng, chúng ta chiếm lợi từ tinh vực Bỉ Ngạn, đại sở thắng, chúng ta đến vũ trụ vô biên kiếm một mớ. Nói đến đây ông ta bỗng niệm một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật, tu hành, hai chữ, tùy tiện. Tùy tiện. Ở một tinh vực không biết tên. Ba người vô biên chủ dừng lại, vô biên chủ nhìn về phía đằng xa, tận cùng tinh không là một thành cổ khá lớn. Thành cổ này được xây dựng ở nơi khá sâu trong tinh không, tường thành rộng mấy ngàn vạn dặm, thành cao cũng trăm vạn dặm. Trước thành cổ này, tinh không hơi nhỏ bé. Trên bầu trời thành cổ có ba chữ lớn, thành chiến hoang. Lúc này trên thành chiến hoang chất đầy những thi thể của cường giả, tường thành cũng có rất nhiều vết xước. Thần minh bên cạnh vô biên chủ trầm giọng nói, thành này là tòa thành đứng đầu đương thời. Vô biên chủ lạnh nhạt nói, đúng là đồ nhà quê. Thần minh. Tăng vô bỗng nói, còn có thành trí tráng lệ như cái này sao? Vô biên chủ bình tĩnh nói, nơi này chỉ là rìa của lãnh thổ cổ hoang, so với cả cổ hoang, vùng này chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Mấy tỷ năm trước, có vô số thế lực siêu cấp cổ xưa tồn tại ở cổ hoang rộng lớn này, các ngươi không thể tưởng tượng được sức mạnh của các thế lực này. Thật ra thời đại đó cường giả không cảnh cực kỳ nhiều. Bỉ Ngạn cảnh là gì đâu, tất cả thế lực đều tranh giành thánh thành số một ở cổ hoang, thành cổ hoang. Thần minh cao mày, thành cổ hoang. Vô biên chủ gật đầu khẽ nói, một thành trì rất đặc biệt, vì nơi đó chôn cất thi thể của cổ thiên đế. Thần minh bĩu môi, đế, người trên thế gian được gọi là đế nhiều không đếm xuể. Vô biên chủ lắc đầu, vị cổ thiên đế này lại khác, vì ông ta là người được đích thân chủ nhân bút đại đạo phong danh. Từ xưa đến nay, cổ thiên đế là người đầu tiên từng một mình đối đầu với thánh vương điện của thế giới thứ nguyên 9, đánh cho cửu đại thánh vương của thánh vương điện trốn cả mấy nghìn năm không dám ra khỏi thánh vương điện. Nói rồi ông ta khẽ nói, cổ thiên đế này quả thật là nhân vật sừng sỏ. Thần minh bỗng nói, thánh vương điện đó mạnh lắm sao? Vô biên chủ nói, vũ trụ hiện giờ ngươi đang đứng chỉ là một vũ trụ vật chất, chỉ là một vũ trụ song song. Chỉ có phá tâm cảnh mới có thể miễn cưỡng liên quan với thế giới của vũ trụ thứ nguyên một, hấp thụ năng lượng từ trong đó. Chỉ có vô tâm cảnh mới có thể miễn cưỡng bước vào vũ trụ thứ nguyên hai, hấp thụ năng lượng vũ trụ thứ nguyên hai từ trong đó. Hiện giờ vũ trụ mặt phẳng này có cảnh giới cao nhất là cảnh giới Bỉ Ngạn, cũng chỉ có thể bước vào vũ trụ thứ nguyên ba, mỗi một cấp bậc đều có độ khó gấp 100 lần.
Nói rồi ông ta nhìn thần minh, thánh vương điện ở thế giới thứ nguyên 9, người nói xem họ có mạnh không? Thần minh trầm giọng nói, mạnh lắm. Vô biên chủ lại nói, cổ thiên đế đó sinh ra ở thế giới này nhưng lại một mình đánh đến vũ trụ thứ nguyên 9, hơn nữa ông ta còn đánh thắng một cách siêu việt, điều này hơi vô lý, tăng vô bỗng nói, ông ta chết rồi. Vô biên chủ gật đầu, thấp giọng nói, tử trận. Tăng vô hơi thắc mắc, ai giết? Vô biên chủ lắc đầu, ông ta chỉ có thể nói mạng không tốt. Thần minh bỗng nói, thánh vương điện lợi hại hay là vua dựa dẫm lợi hại? Vô biên chủ vẻ mặt không được tự nhiên. Tăng vô cũng nhìn vô biên chủ, ông ta cũng muốn biết. Vô biên chủ im lặng một lúc mới nói, có thể đừng nhắc đến hắn ở trước mặt ta được không? Tăng vô chắp hai tay lại, vô biên chủ, ta và thần minh đều khá tò mò về lai lịch của vua dựa dẫm, hắn. Vô biên chủ bỗng dựng tay phải lên, dừng, đừng nói về hắn với ta nữa, ta không muốn nghe đến tên của hắn. Chỉ cần nghe thôi ta cũng cảm thấy mệt rồi. Vừa nghĩ đến trước đây Diệp Huyên đe dọa, ông ta đã tức giận rồi, địch. Tăng vô. Thần minh do dự một lúc mới nói, vẫn nên chú ý lời nói một chút. Vô biên chủ tức giận nhìn thần minh, ta không có tố chất à. Thần minh do dự gật đầu. Vô biên chủ tức giận nói, ở hệ ngân hà, cỏ cây chỉ là một loại thực vật đó hiểu không? Thần minh. Tăng vô bỗng nói, vô biên chủ, ông từng đến hệ ngân hà. Vô biên chủ hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng sau đó mới nói, từng đến. Tăng vô hơi tò mò, bên đó là thế giới gì? Vô biên chủ lạnh nhạt nói, hộp đêm ở đó khá thú vị. Tăng vô và thần minh sửng sốt. Hộp đêm, đúng lúc này tinh không ở phía đằng xa bỗng rung chuyển. Tăng vô và thần minh thầm cảm thấy ngạc nhiên vội quay đầu lại nhìn, một nhóm cường giả ở nơi sâu thẳm của tình không xa xôi đang đi về phía bên này. Có đến hơn 100.000 người. Lúc nhìn thấy nhóm cường giả, sắc mặt tăng vô và thần minh đều thay đổi. Vì nhóm cường giả này rất đáng sợ. Cường giả có cấp bậc thấp nhất trong đó đã là thần kiếp cảnh, người đàn ông trung niên đồ trắng dẫn đầu đã đạt đến phá tâm cảnh. Bên cạnh người đàn ông trung niên còn có một thiếu niên đồ xanh, thiếu niên trông có vẻ không lớn lắm, mặt mày lạnh như băng, ánh mắt toát ra sát khí lạnh lùng, tay hắn ta cầm một cây cờ rất lớn cao khoảng ngàn trượng. Trên lá cờ chỉ ghi hai chữ màu đỏ, đại sở. Đại sở. Lúc này vô biên chủ khẽ nói, đây là quân viễn chinh cổ hoang được sở Bỉ Ngạn thành lập vào năm đó, người đàn ông trung niên dẫn đầu chắc là sở Thiên Hành người có cảnh giới cao nhất hiện tại của đại sở. Là yêu quái siêu cấp làm chấn động cả một thời đại. Nói rồi ông ta nhìn về phía thiếu niên bên cạnh sở Thiên Hành, đây chắc hẳn là sở Thiên đó rồi. Một nhân vật nghịch thiên có hào quang nhân vật chính, khá thú vị. Tăng vô hơi tò mò, hào quang nhân vật chính là gì? Vô biên chủ nói, tức là rất lợi hại đó. Tăng vô. Thần minh nói, vẫn không hiểu lắm. Vô biên chủ nói, vậy biết vua dựa dẫm đó không? Trước kia hắn là như thế đó. Thần minh sửng sốt rồi nói, bây giờ hắn không phải nữa à? Vô biên chủ im lặng một lúc mới nói, từ sau khi hắn không còn cố gắng nữa, bây giờ hắn đã không thuộc về quyền quản lý của chủ nhân bút đại đạo nữa. Bây giờ hắn cảm thấy rất vui, muốn có bao nhiêu thiếu đòn thì có bấy nhiêu, mẹ kiếp. Địch. Thần minh hơi tò mò, vua dựa dẫm lợi hại, hay là người có hào quang nhân vật chính lợi hại hơn? Vô biên chủ trầm tư, người có hào quang nhân vật chính là người thiên mệnh, còn vua dựa dẫm là người thiên mệnh, người tự suy ngẫm đi. Thần minh. Bên trong tinh không, một đám cường giả đại sở xông về phía thành chiến hoang ở xa xa kia. Bọn họ xông đi rất nhanh, thế không thể đỡ. Mà đúng lúc này, trên thành chiến hoang, một người đàn ông áo bào đen xuất hiện, ông ta nhìn những cường giả xông đến từ xa, gằn giọng nói, ngăn địch. Thanh âm vừa dứt, vô số cường giả đột nhiên xuất hiện ở phía trên tường thành, cùng lúc đó, từng trận pháp khủng bố được khởi động, ngay sau đó, trong thành những lực lượng khủng bố được thúc giục bởi trận pháp phóng lên cao, đánh về phía đám cường giả đại sở xông đến kia. Mà trong mắt đám cường giả đại sở lại không hề có chút sợ hãi nào. Sở Thiên Hành cầm đầu đột nhiên gầm lên, giết. Nói xong, thân hình ông ta run lên, lập tức đến trên bầu trời thành chiến hoang.
mà lúc này, người đàn ông áo bào đen chắn trước mặt ông ta. Sở Thiên Hành nhìn chằm chằm người đàn ông áo bào đen, Chiến Hoang, hôm nay phân rõ sống chết đi. Người đàn ông áo bào đen tên Chiến Hoang cười nhạo một tiếng, như ngươi mong muốn. Ầm vang, hai người đột nhiên biến mất cùng một lúc, ngay sau đó, trên bầu trời thành Chiến Hoang lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên. Mà giờ phút này, đám cường giả đại sở cũng đã bắt đầu chiến đấu với cường giả trong thành. Trong nháy mắt, cả ngân hà vô tận xôn xao cả lên. Bên kia, Thần Minh nhìn trận chiến ở xa xa, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, thật mạnh. Tăng Vô gật đầu. So với trận chiến trước mắt, những trận chiến ở vũ trụ vô biên trước kia quả thật chỉ giống như trò chơi trẻ con. Mà những cường giả này, cho dù là bên đại sở, hay nên thành Chiến Hoang đều vô cùng khủng bố. Lúc này, vô biên chủ đột nhiên cười nhạo một tiếng, như này tính là gì? Các ngươi vẫn chưa thấy đại chiến thật sự. Tăng Vô và Thần Minh quay đầu nhìn về phía vô biên chủ khẽ cười nói, năm đó hơn trăm thế lực siêu cấp tranh đoạt thánh thành, đó mới gọi là hùng tráng. Trận chiến ấy tương đối tàn khốc, thật sự là xác chết nằm la liệt khắp nơi, muốn thảm thiết bao nhiêu thì có thảm thiết bấy nhiêu. Tăng Vô trầm giọng nói, hiện tại thánh thành ở trong tay ai? Vô biên chủ cười nói, thánh thành vẫn chưa rơi vào tay người nào. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao cổ hoang chinh chiến không ngừng trong vô số năm qua. Thần Minh nhìn trận huyết chiến ở xa xa, đại sở cũng là đến tranh đoạt thánh thành. Vô biên chủ cười khẽ, bọn họ có tài cán gì, dám đi tư tưởng đến thánh thành. Mục đích bọn họ tới là muốn đánh vào cổ hoang, muốn tìm một chỗ đứng ở cổ hoang. Sau khi có chỗ đứng ở đây, bọn họ có thể có càng nhiều cơ hội, trong tình huống bình thường. Bọn họ có lẽ sẽ lựa chọn dựa vào một thế lực siêu cấp nào đó, từ đó đổi lấy nhiều tài nguyên hơn. Thần Minh trầm giọng nói, đại sở mạnh như vậy, cũng cần dựa vào người khác sao? Vô biên chủ cười cười, đợi sau khi các ngươi hiểu một chút về cổ hoang, các ngươi sẽ biết đại sở ở nơi này thuộc loại cấp bậc gì. Đi thôi, đưa các ngươi đi nhìn thế giới rộng lớn. Nói xong, ông ta bay về phía xa. Thần Minh và Tăng Vô nhìn nhau. Sau đó vội vàng đi theo. Mà giữa chiến trường, đại chiến vẫn đang tiếp diễn. Kinh đô. Trong tiểu tháp, mặc dù bên ngoài mới chỉ trôi qua một ngày, nhưng trong tiểu tháp đã qua 10 năm. 10 năm qua, Tần Quan đều là giúp Diệp Huyên đột phá không cảnh minh tâm. Hiệu quả đương nhiên là cũng có. Dù sao, thiên phú và ngộ tính của Diệp Huyên cũng không kém, thứ hắn thiếu chính là thời gian và tiền tài. Mà hiện tại, hắn đều đã có cả hai thứ. Tu hành không có 5 tháng. Lại qua 10 năm. 20 năm qua, hai người sớm chiều ở chung, Diệp Huyên mỗi ngày ngoài tu luyện ra thì đều cùng Tần Quan thảo luận nghiên cứu võ đạo. Mà tri thức của Tần Quan cũng vô cùng uyên bác, phải nói không có mấy người có thể so độ uyên bác với nàng ta. Hơn nữa, Tần Quan rất nhiều lúc còn có rất nhiều ý tưởng tuyệt vời, ví dụ như trong lúc thi triển sát na vô địch, lợi dụng khoảnh khắc vô địch này. Đồng thời thúc giục đạo pháp trận và tam sinh trận, phát động một đòn cực mạnh. Diệp Huyên đương nhiên đã thử nghiệm. Mà sau vô số lần thử, kết quả chứng minh, điều này là hoàn toàn khả thi. Trong nháy mắt này, hắn lợi dụng tính đặc thù của sát na vô địch, hoàn toàn tránh được sự phản vệ của hai loại trận pháp. Không chỉ như thế, từ nay về sau, hắn đều có thể lợi dụng sát na vô địch để tránh các loại phản vệ. Đơn giản mà nói. Hắn sẽ không bao giờ bị phản phệ nữa. Mà dưới sự chỉ điểm và giúp đỡ của Tần Quan, trình độ kiếm đạo của hắn cũng đã tiến bộ vượt bậc. Hiện tại hắn đã muốn là bán bộ không cảnh minh tâm. Còn kém nửa bước. Bên hồ, Tần Quan đứng cùng Diệp Huyên. Tần Quan nhẹ giọng nói, người bây giờ còn thiếu một bước ngoặt chuyển tiếp. Diệp Huyên gật đầu. Hiện tại hắn đã là bán bộ không cảnh minh tâm. Vẫn chưa thực sự đạt đến không cảnh minh tâm, bởi vì hắn cảm thấy vẫn còn một lá chắn chưa đột phá. Chỉ thiếu một chút. Tần Quan cười nói, biết vì sao cảnh giới này lại tên không cảnh không? Diệp Huyên lắc đầu. Tần Quan khẽ nhếch khóe miệng, chính là phải thả lỏng bản thân một cách triệt để, ôm lấy tinh không vũ trụ, ôm lấy vạn vật trong vũ trụ, sau đó hiểu thấu tinh không vũ trụ, hiểu thấu vạn vật trong vũ trụ. Diệp Huyên trầm lặng. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, trong khoảng thời gian này, ta phát hiện một chuyện, ngươi có biết là gì không?
Diệp Huyên có chút tò mò, cái gì? Tần Quan mỉm cười, người rất cố gắng, cũng rất có thể chịu khổ. Thiên phú và ngộ tính cũng vô cùng tốt, nhưng những năm gần đây, người lại vẫn luôn bị đánh dữ dội. Người có biết vì sao không? Diệp Huyên trầm giọng nói, chủ nhân bút đại đạo không phải người. Chủ nhân bút đại đạo. Tần Quan cười ha ha, có nguyên nhân do y, nhưng là, cũng có nguyên nhân từ chính ngươi. Diệp Huyên nói như thế nào? Tần Quan khẽ cười nói, vì sao trên thế gian những kiếm tu lớn mạnh lại ít như vậy? Bởi vì kiếm tu tính tình đều quá thẳng thắn, cơ bản đều không biết biến hóa linh hoạt dựa theo tình hình, dưới tình huống như vậy, nếu không có hậu đài lớn mạnh chống đỡ, thì sẽ rất dễ chết hiểu. Ngươi không phát hiện sao? Cả chặng đường qua, kẻ địch của ngươi đều mạnh hơn ngươi rất nhiều, cường độ này thực ra là rất không bình thường, nhưng đổi góc độ khác nghĩ, những kẻ địch này chẳng phải cũng đều là do tự ngươi trêu chọc. Diệp Huyên lắc đầu, ta phản đối. Tần Quan chớp chớp mắt, ngươi nói. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta cảm thấy, chính là chủ nhân bút đại đạo đang phá ta. Chủ nhân bút đại đạo. Tần Quan cười ha ha, vậy chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 222.